Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Hôm nay á, trước khi vào buổi học cái phần tùy niệm pháp đó, thì chúng ta hành thiền trong khoảng thời gian 25 phút, tức là từ đây đến 6:30 á, thì trong quá trình hành thiền sư sẽ cho một số hướng dẫn để quý vị tu tập. Thì chúng ta chủ yếu là tu tập thiền tứ niệm xứ nha. Khi mà trước khi hành thiền á, quý vị chúng ta khởi một cái niệm, khởi niệm là trong cái giây phút, trong cái thời gian mà chúng ta hành thiền á, là chúng ta nguyện xả bỏ hết tất cả mọi thứ, tức là để cái tâm nó rỗng á, tâm thoải mái, tâm bình thường, cái tâm xả ly á, mình đừng có nghĩ ngợi những điều gì khác hết. Thì cái tư thế ngồi như không như là mấy vị có thể nhìn theo ông Phật ngồi như thế nào, mấy vị ngồi thế đó. Mấy vị nào không ngồi theo ông Phật tư thế kiết già thì mấy vị có thể ngồi thoải mái cũng được. Một số vị ví dụ chân đau á, chúng ta có thể ngồi chân trước chân sau. Ví dụ chúng ta để cái chân trái ở trong và chân phải ở ngoài, rồi các hai tay để phía trước bụng á, chân trái để dưới, tay phải để trên. Thì khi mà hành thiền Vipassana đó, chúng ta đối với những Phật tử mà chúng ta chưa có thuần thục thì chúng ta có thể ghi nhận cái đề mục niệm thân. Niệm thân, tại đề mục niệm thân đó, quý vị dễ quan sát hơn những đề mục khác. Khi mà hành giả nào thuần thục, hành giả sẽ tự động sẽ nhận thức được cái đề mục thọ hoặc là tâm hoặc là pháp. Cho nên cái đề mục niệm thân là rất là gần gũi cho mọi người. Như là đề mục niệm thân gồm có niệm hơi thở, hoặc là niệm phòng xẹp, ghi nhận cái phòng xẹp, hoặc là chúng ta có thể ghi nhận về tứ đại, đất, nước, lửa, gió. Ví dụ như cái yếu tố của đất á, thì như là nó nặng, nó có cảm giác nặng, và hoặc là nhẹ cũng là yếu tố đất. Hoặc là cái yếu tố lửa, nó có sự nóng, sự mát, lạnh cũng là yếu tố lửa. Yếu tố nước á, là nó có sự kết dính. Rồi yếu tố gió á, nó có sự là chuyển động hoặc là sự đẩy lên xuống, qua lại. Hoặc là quý vị có thể ghi nhận 32 thể trượng cũng được, tức là chúng ta tưởng niệm đến 32 thể trượng. Tóc, lông, móng, răng, da đó. Rồi dục già, dục non, bao tử, tức là những cái phần trong cơ thể con người chúng ta, chúng ta niệm từng phần đó. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là chúng ta là phải giữ cái chánh niệm một cách liên tục, đừng có để đứt cái chánh niệm. Chánh niệm chúng ta là từng khoảnh khắc luôn luôn có sự liên kết lẫn nhau. Trong quá trình mà quý vị ghi nhận đó, quý vị dùng giống như làm chúng ta scan đó, mấy hay gì không, hoặc là chúng ta quét đó, cái quét đó đừng bao giờ để nó gián đoạn. Trong cái quét đó có sự chánh niệm vào đó, có sự hay biết trên đó, có sự tỉnh thức trên đó, thì cái niệm này nè, nó càng ngày nó có sức mạnh của nó. Trong quá trình mà ghi nhận đó, đôi khi hành giả đó có những trường hợp tâm nó căng cứng, nó khó chịu, thì mấy vị đó, ví dụ như những cái lúc chỗ nào nó căng cứng, mấy vị có thể là đừng có nhúng cái tâm vào đó. Tại vì những chỗ cứng hay là chỗ khó chịu là đối tượng của phiền não, mấy vị biết thôi, nhưng mà đừng nhúng tâm vào đó. Mấy vị có thể quan sát xung quanh nó, quan sát những cái cảnh xung quanh nó. Tại vì để tránh trường hợp mà
Ví dụ như đang cái sân khó chịu đó, bởi vì chánh niệm vào thì sân sân nó càng tăng trưởng. Cho nên quý vị hãy nhìn những cái cạnh nào bên trong thân tâm này nè, những cái chỗ nào nó nhẹ đó, nó ít phiền não hơn, quý vị hướng tâm đến đó. Nhưng mà dù như thế nào, trong quá trình chúng ta quan sát đó, chúng ta luôn luôn phải có một cái đối tượng chính. Đối tượng chính không bao giờ bỏ. Đối tượng chính của quý vị như là hơi thở, ví dụ như quý vị hơi thở đặt ở mũi, hoặc là cái sự phòng xẹp, đây là đối tượng chính, đừng bao giờ, từ đầu đến cuối không bao giờ bỏ. Còn cái sự ghi nhận là ghi nhận nhiều đối tượng khác là một chuyện khác nữa. Tại vì khi mà quý vị mà bỏ đối tượng chính đó, thì cái sự quan sát của quý vị nó yếu dần, nó không đủ sức mạnh. Cho nên cái đối tượng chính của chúng ta ghi nhận cái phòng xẹp mà nó vững chắc đó, thì cái sự quan sát của quý vị sức mạnh mà quét, sức mạnh scan đó, nó rõ, nó mạnh hơn, nó có năng lực của nó. Cho nên nếu mà quý vị bỏ cái đối tượng chính đó, mà quý vị ghi nhận thì tâm quý vị đôi khi nó sẽ bị phiền não cuốn đi. Tại vì do sức niệm của quý vị chưa có vững, thường là bị phiền não nó sẽ kéo đi. Tức là đôi khi những ngoại cảnh bên ngoài đó, sắc thanh hương âm thanh thế này nè, dễ tâm nó kéo ra ngoài lắm. Khi mà tâm nó kéo ra ngoài, quý vị không có bắt trên đối tượng được, không có rõ. Cho nên quý vị cần phải buông xả mọi thứ, luôn luôn á, hướng về bên trong. Hướng cái tâm về bên trong, bắt trên cái đối tượng chính, phòng, xẹp. Khi cái phòng xẹp đó, thường thường là cái đối tượng này nó rõ hơn tất cả đối tượng khác. Hoặc là hơi thở rõ hơn đối tượng khác. Đôi khi yếu tố đất, nước, lửa, gió nó cũng rõ đối với một số người. Hoặc là quý vị có thể chú trọng cái vấn đề mà yếu tố gió nhiều hơn cũng được. Tại vì có những người mà họ phiền não nhiều á, những người nào mà có phiền não nhiều á, thường thường là chú trọng vô những cái yếu tố đất, yếu tố lửa, thì nó làm cho căng cứng thêm, nó làm cho khó chịu thêm. Ví dụ như chúng ta đang bị sự khó chịu bên trong á, sự căng cứng của đất, của yếu tố đất, hay là sự nặng của yếu tố đất, thì ngay lúc đó quý vị có thể ghi nhận cái yếu tố gió, để cho làm sao cái yếu tố đất nó thay đổi, nó biến hoại dần dần, nó nhẹ dần, hiểu không? Đức Phật Ngài cũng khuyến khích nên ghi nhận cái yếu tố gió nhiều hơn. Khi mà bên trong đó, đất, nước, lửa và gió, chúng ta đó, khái niệm của nó, làm sao chúng ta biết cái khái niệm của nó một cách liên tục, đất, nước, lửa, gió bên trong, luôn luôn ghi nhớ như thế, luôn luôn hay biết như thế, cảm nhận như thế. Để làm chi? Từ cái khái niệm này á, dần dần quý vị đó đi đến cái chân thực của nó, cái chân đế của nó là đất, nước, lửa, gió bên trong nó thật. Cho nên chúng ta nương từ cái tục đế, dần dần nó qua chân đế. Do cái tư duy, cái khéo léo tác ý của mình, nó hướng dần, nó tế dần. Do nhờ cái yếu tố gió nó làm những yếu tố khác thay đổi mà nó tế dần. Cái quan trọng chúng ta đừng có chấp, ví dụ như nóng là của tôi hay là lạnh là của tôi, đừng có chấp. Những cái gì bên trong đó không có lại phải là của tôi. Tại vì phiền não nó sanh lên đó, nó có cái lý do của nó, do mình chấp có tôi, do mình chấp tà kiến đó, tà kiến về tôi, thân kiến về tôi, hoặc là do mình chấp là có cái tôi thì nó có cái bản ngã của tôi. Chính vì đó mà thì cái nó có cái chỗ để mà phiền não nó sanh khỏi. Thực sự phiền não nó sanh lên, nếu mà tư duy quý vị đó không có gì hết, rỗng không có gì hết, thì phiền não nó không có nương, không có chỗ nương để mà sanh khỏi. Tại vì cái tư tưởng chúng ta, cái tư duy chúng ta không có chỗ nào để chấp hết đó, thì phiền não nó không có cơ hội để sanh lên. Khi mà như vậy, chúng ta có lực, chúng ta quan sát bên sát bên trong đó, nó sẽ sức mạnh dần dần, nó rõ ra là cái sự yên dần, nó nhẹ dần. Phiền não tham sân si nó sanh lên đó, nó theo tà kiến, ngã mạn, tham ái, nó theo cái đó đó. Ví dụ như tại vì cái tham sân si là cái phiền não gốc, mà chúng ta đó trong đó thì cái ái đó là cái nguy hiểm, cái nặng nhất. Mà cái ái mà chúng ta không được làm lắng động thì tất cả những phiền não khác nó sanh theo, nó sanh lên từ chấp có tôi bên trong, rồi chấp có cái bản ngã của tôi. Do đó mà cái ái nó càng mạnh. Một khi ái càng mạnh đó, thì tất cả những phiền não khác nó sanh khởi rất là nhiều.
Vị nào học cái biến âm má thì vị đó hiểu cái lý này. Cái ái đó, ví dụ như là một con vua đó. Còn cái tà kiến tức là chấp về thân kiến, chấp có tôi đó, của tôi đó, cái đó ví như là một quân sư đó. Rồi cái thằng ngã mạn á, nó giống như là một tướng quân đó. Một cái đất nước á, mà không có tướng quân tốt, mà không có quân sư giỏi, thì ông vua nó sẽ suy yếu. Có gì biết không? Cũng vậy, cái thằng ái đó, nếu không có mặt của tà kiến, mà không có mặt của ngã mạn á, thì ái đó suy yếu dần. Do mình không có cái tư duy về tôi, mình không có cái chất về tôi hiện hữu bên trong. Mấy vị quán bất cứ đối tượng nào, mấy vị luôn luôn là không có ai cả, nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn biến đổi. Mấy vị nhìn thẳng vào cái sự biến đổi đây, không có luôn luôn, nó không có cố định, nó đổi liên tục, thay đổi liên tục. Rõ ràng nó phải của mình không? Không phải, nó không phải của tôi. Đó. Mấy vị cứ tư duy thế, ví dụ như mấy vị đang ghi nhận cái hơi thở đi xuống đây nè, mà nó có chướng ngại khó chịu đi, mấy vị hãy tư duy cái sự chướng ngại ở đây đó, cái khó chịu này đó là vô thường, là vô ngã, không phải của tôi, nó luôn luôn thay đổi. Đây là những cái tư duy đúng chứ không phải là suy nghĩ. Cái tư duy nào nó đúng đưa đến nó thanh tịnh đó, là cái đó gọi là chánh tư duy. Còn cái tư duy nào mà nó suy nghĩ sai, nó làm cho tham sân si nó tăng lên đó, thì cái đó gọi là phóng dật. Cho nên chúng ta tư duy như thế nào mà phiền não nó suy yếu, nó thanh tịnh hơn, thì đó là dần dần đi đến chánh tư duy. Cho nên ví dụ như nó cảm thấy sân khó chịu, chúng ta nên nhớ cái khó chịu này nè, cái cảm giác chỗ này, hay là chướng ngại nó không thông xuống đây, cái gì nó tư duy nó là vô thường, nó sẽ thay đổi, chứ không phải nó không phải như vậy hoài đâu. Do cái tư duy này nè, cùng với chánh niệm, cùng với sự ghi nhận như vậy đó, thì nó sẽ thay đổi rất từ từ, rõ lên. Khi nó thay đổi rõ vậy đó, quý vị thấy không có ai cả, rồi lúc đó mới vị thấy rõ ràng ra không có tôi, không có ta, thì cái ngã mạn nó cũng không có luôn. Không có cố chấp nữa, không có cố chấp về tôi, không có bản ngã của tôi, nó có tánh rỗng, không có ai hết trơn á, nó tánh rỗng không. Nó chỉ là bên trong mọi hiện tượng chỉ là nhân duyên mà thôi. Nhân duyên của danh sắc, của nghiệp quả, của những gì mà quá khứ bây giờ nó sanh khởi, nó làm một cái nó sanh lên, và cũng là một cái nhân cho cái tương lai nữa. Nên chúng ta đó chỉ ghi nhận tất cả bên trong chỉ là hiện tượng thôi, không có gì, không có tôi làm chủ trong đây, không có ai làm chủ trong đây cả. Thì như vậy cái thằng tà kiến và ngã mạn nó không có mặt thì ái nó yếu dần. Như vậy đó, ái nó yếu dần thì rỗng không, ái không có nương chỗ, không có chỗ nương. Do vậy định dần dần xuất hiện. Định xuất hiện trong Vipassana đó, nó không phải là cái sự mà chúng ta cố gắng gì đâu. Do hiểu phiền não, đừng để phiền não không sanh thì định nó sanh. Vậy đó, đây là cái thuộc về trí tuệ trong Vipassana, chứ không phải là bên Samatha chúng ta phải tập trung một đối tượng này kia. Nhưng mà bên Vipassana đó, chúng ta lấy một đối tượng chính trụ đó, rồi chúng ta có thể quét nhiều đối tượng khác, cảm nhận mọi hiện tượng bên trong xảy ra. Đối tượng chính đừng bao giờ bỏ nha, cái phòng xẹp đó đừng bao giờ bỏ, luôn luôn bắt nó và có thể cảm nhận nhiều đối tượng khác đang sanh khởi, hiểu không? Khi mà đối tượng chính chúng ta mà yếu á, thì cái sự quan sát chúng ta bị yếu đi. Mấy vị làm thử mấy vị sẽ biết. Cho nên cái chính chúng ta nó thúc đẩy cho cái mãnh lực quan sát chánh niệm, nó thúc đẩy cái đề mục chính đó, chúng ta bắt ở đó rồi đó, tâm nó càng ngày nó vững chắc trên đối tượng. Một khi tâm nó vững chắc ở đối tượng rồi đó, đối tượng là phòng xẹp đi, hay là đối tượng hơi thở một điểm nào đó bên trong, mấy vị càng ngày vững trên cái đối tượng đó đó, thì tâm mấy vị sao lìa các cảnh, tức là tâm mấy vị đó có đôi khi nghe âm thanh nó không chao động, nó không chạy ra nữa. Đôi khi á, cảm nhận bên ngoài, gió hay là cảm giác bên ngoài đó nó tác động, tâm mấy vị không chao động, do mấy vị chú vững trên đối tượng. Nên vậy đó, thì sắc thanh hương vị xúc bên ngoài nó không tác động được, tức là ly dục, tâm bây giờ dần 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 đạt được sự ly dục. Ly dục là gì? Ly sắc, ly thanh, ly hương, ly xúc, ly pháp, năm cảnh trần. Tâm bây giờ đó làm sao đừng có chao động trên nó, biết thôi, biết nó rồi đừng có tư duy nó, dần dần chúng ta vượt qua nó.
nghe, ví dụ nghe chỉ là nghe thôi, không phải tôi nghe, không có cái bản ngã của tôi nghe. Thấy chỉ là thấy thôi, không phải tôi thấy, không có bản ngã của tôi thấy, không có cái tôi thấy. Được. Như vậy chúng ta không có phân tích. Do không phân tích thì trung tâm chúng ta đó, nó không có tư duy, nó không có thức hiện hữu, mà chúng ta tâm nó soi vào bên trong, trên đối tượng. Càng ngày bắt đối tượng càng vững vững vững. Đôi khi chúng ta bắt đối tượng vững, thật là vững rồi đó, áp trên cái phòng xẹp đó, thì bên ngoài đôi khi có tiếng động đó, đôi khi chúng ta không có chao động. Đó là bởi vì có một phần tiến bộ. Nếu mà tiếng động bên ngoài mà tâm bởi vì mà chao động đó, là bởi vì chưa có đạt được cái sức mạnh của chánh niệm, sức mạnh của niệm. Nó một khi mà chúng mấy vị có sức mạnh của niệm trên đối tượng rồi á, bên chung xung quanh bên ngoài các cảnh đó, cũng không có sao cả, chúng ta không có bị chao động, không có chạy theo nữa. Dần dần tâm mấy vị đạt được cái sự ly dục, ly các cảnh không có chi phối được. Năm cảnh trần á, sắc thanh hương vị xúc, nó không có chi phối tâm mấy vị. Do vậy á, tâm mấy vị kháng khích trên đối tượng rất là vững mạnh mẽ vô cùng. Ngay lúc đó đó, hỷ nó bừng lên. Nó vậy đó. Cho nên đầu tiên quý vị đó ghi nhận làm sao cho một cái đối tượng ở niệm thân quý vị cho vững đi. Tại vì á, hành giả mà sơ cơ quý vị chưa có pháp để mà niệm pháp đâu. Pháp là gì? Là hỷ, tịnh, định, xả. Đối với hành giả mới biểu dạy pháp sao niệm được, không có. Hoặc là niệm pháp ở trên các căn nhưng mà quý vị mà yếu, quý vị cũng không niệm không nổi đâu. Cho nên quý vị quay về bên trong cho sư. Đây là cái cách mà chúng ta đi phát triển cái năng lực của Vipassana chúng ta lên rất là vững, mà nó nhanh tiến bộ nữa. Làm sao quý vị phải đạt được cái sự ly dục? Ly dục là quan trọng vô cùng. Ly sắc, ly thanh, ly hương, ly vị, xuất pháp. Tu tập cái gì cũng vậy, chân lấy ly dục làm nền tảng. Do nhờ ly dục cho nên hỷ nó sanh. Khi mà tại sao hỷ sanh? Do quý vị kháng khích trên đối tượng rất là vững, quý vị không bị năm cảnh nó chi phối. Do vậy tâm quý vị đó không bị thiêu đốt của ngũ dục. Do không bị thiêu đốt của ngũ dục cho nên đó hỷ sanh. Nó vậy đó, bởi vì nó không có bị chao động, không bị sắc thinh hương nó lôi cuốn, mà nó có một cái sức mạnh của nó làm cho hỷ sanh khởi. Mà hỷ sanh khởi đó mấy vị cũng vừa là ghi nhận cái phòng xẹp và vừa ghi nhận cái hỷ đó, chứ không phải là bắt cái hỷ mà buông cái phòng xẹp nha. Do cái phòng xẹp chúng ta kháng khích trên đó rồi đó mà chúng ta không bị chao động cho nên hỷ sanh. Cái phòng xẹp ghi nhận cái đó, đó là nhân mà làm cho hỷ phát khởi. Do được sự ly dục nữa cho nên hỷ sanh khởi, hỷ chẳng phải bừng lên như nè. Có khi hỷ nó có nhiều dạng hỷ, có năm loại hỷ, nó tùy theo những hành giả. Tiểu đẳng hỷ, khinh hỷ, hải trường hỷ, thượng thân hỷ và viên mãn hỷ, tùy theo mỗi người. Vipassana đó, nếu mà có duyên từ nay sắp tới sư sẽ hướng dẫn cho quý vị thật là chi tiết tỉ mỉ cái cách để phát triển nhanh nhất, dễ tiến bộ nhất. Chứ nếu không, quý vị không biết thì quý vị tu rất là lâu, lâu mà không tiến bộ. Có những người tu Vipassana rất là lâu năm mà không có tiến bộ chút nào chứ. Chỉ quanh quẩn ở trên cái phiền não không à. Quanh quẩn ở trên cái bị thôi. Nằm những cái truyền cái nó quay bủa hoài luôn. Quý vị nghe cho kỹ, những lúc nào rảnh rỗi á, quý vị sẽ về áp dụng. Những ngày khác sư sẽ nói tiếp theo những cái phần này. Để sư nói thêm một phần nữa, ví dụ như quý vị kháng kích ở trên phòng xẹp nó vững rồi đó, hỷ nó sanh lên. Mà trên hỷ sanh lên quý vị đó, vừa ghi nhận cái phòng xẹp nhưng mà vẫn bắt biết hay biết được cái hỷ đó. Hỷ nó toàn thân như nè. Đôi khi hỷ nó mới đầu nó khởi lên nhẹ nhẹ. Đôi khi do cái vị chưa đạt được mức độ mà thuần thục của sự ly dục, tâm quý vị mà không bị chao động bên ngoài hoàn toàn đó, hỷ nó mạnh nó lên liền. Hỷ nó bừng rất là mạnh. Còn tâm quý vị vẫn còn có sự liên hệ bên ngoài đó, hỷ nó bị nó yếu. Đó, lúc đó tâm mới vậy làm sao chiến đấu với cái đó, làm sao được chiến đấu với những cái các cảnh, đừng có để chi phối, thì hỷ nó bên trong đó nó sẽ bừng lên rất là mạnh. Hỷ nó bừng lên thì đưa đến lạc sanh. Đức Phật ngài nói đó, hỷ được tu tập thì lạc sẽ sanh khởi. Nguyên nhân nó cái này, pháp này đưa pháp kia, pháp hỷ đó, cái đó gọi là pháp hỷ đó. Pháp hỷ từ bên trong, từ sự ly dục, từ trong năng lực của Vipassana, tọa trong Vipassana đó, pháp hỷ nó sanh lên. Lúc này là mình niệm gọi niệm pháp đó, niệm trên cái hỷ này gọi là niệm pháp. Hỷ đây là thực sự của hỷ. Cái năng lực cái hỷ nó có nhiều dạng, ví dụ như ban đầu cái hỷ nó mới sanh khơ sanh lại đó, đôi khi nó cảm giác lân lân nhẹ nhẹ, rợn rợn mát mát. Nhưng mà chúng ta đừng có theo cái hỷ đó mà chúng ta, tức là chúng ta theo hỷ mà chúng ta buông phòng xẹp, cũng không phải. Chúng ta vẫn ghi nhận phòng xẹp và liên kết nhịp nhàng cùng với hỷ.
nó nhịp nhàng cùng với nhau, hài hòa, phòng xẹp hỉ, phòng xẹp với nhau đó, hài hòa. Bây giờ nhìn thấy cái điều đó thì cái phòng xẹp nó vững, thì hỉ nó mạnh, hỉ nó viên mãn toàn, thấm nhuần thân tâm đó. Một khi viên hỉ viên mãn đó, thì cái hỉ này nó sẽ đối nghịch với cái pháp gì? Hỉ nó làm cho sân nó không có mặt. Một khi hỉ nó sanh lên rồi nó sân nó sụp xuống liền, nó là pháp đối trị mà. Còn mấy vị, ví dụ mấy vị ghi nhận phòng xẹp đây nè, là tầm chi tứ của Vipassana. Vipassana và Samatha nó đều có tầm tứ, nhưng mà chức năng nó hoàn toàn khác nhau. Chức năng của tầm tứ ở trong Vipassana đó là nó làm sao? Nó trên đối tượng bên trong và nó cảm nhận nhiều đối tượng khác nữa. Còn chức năng của cái chi tầm ở bên Samatha đó là nó chỉ biết một đối tượng duy nhất mà thôi. Chức năng của đối tượng của tầm đó là sao? Là tư duy trên đối tượng, tức là hay biết trên đối tượng phòng xẹp một cách liên tục, hoặc là hay biết trên đối tượng. Ở đây cũng vậy, một cái cảm giác bên trong á, một chỗ duy nhất thôi, nó có sức mạnh thì nó kháng kích được đó. Chỉ tầm mà khi nó mạnh rồi á, nó đối nghịch với cái hôn trầm thị miên. Cho nên cái chi thì mấy vị mà một khi mà bám sát trên đối tượng rồi, mấy vị sẽ thắng lướt được hôn trầm và thị miên đó. Cái tư duy về tầm á, cái tư tầm, cái chi tầm nó có thì tự nhiên cái tứ nó kháng kích luôn, nó xuất hiện ở đó. Chi tứ là sao? Bám chặt, dính chặt trên đối tượng, gọi là tứ. Đó, khi mà tầm tứ nó có mặt, nó chế ngự. Chi tứ nó có mặt thì nó chế ngự cái hoài nghi. Tức là mấy vị hiểu bên trong, mấy vị biết đối tượng rõ như thật, mấy vị không còn hoài nghi nữa, nắm đối tượng rất là vững. Nó vậy đó. Dễ hiểu quá ha. Thực sự nó cái cách nó là như thế đó mấy vị. Khi mà hỷ nó có mạnh rồi nó đưa đến ha, lạc sanh, lạc có lạnh, lạc mạnh rồi đó. Lạc nó chế ngự phóng vật. Còn khi mấy vị đó, nó có cái sức mạnh của lạc bên trong đó, nó thuần lạc này nè, giống như toàn thân mấy vị, giống như là cục bông gòn tắm nước rồi, mát mẻ toàn thân, nó nhẹ nhàng. Nó chế ngự cái gì? Cái phóng vật. Do cái sự mát mẻ quá, tâm mấy vị không có chạy nhảy nữa, không suy nghĩ nữa. Đó, cho nên lạc nó chế ngự, đây là những pháp chế ngự, nó chế ngự phóng vật và nó chế ngự cái sự chạo hói. Một khi mà mấy vị ha, chế ngự được hôn trầm nè, hoài nghi nè, sân nè, chạo hói nè, tâm mấy vị kháng kích cho tự tượng rõ vô cùng, lạc thuần lạc bên trong, lúc đó định sanh. Đây là những cái pháp hỷ tịnh định bên trong Vipassana có hết, có hết. Nó là những pháp thiện đó. Tu tập những cái thiện nào chưa sanh nay đã sanh, làm cho sanh khởi, sanh mãnh liệt lên, cho nó sanh vững chắc đi. Mấy vị có một xúc định của tuệ quán bên trong đó, mấy vị sẽ quán rất là rõ. Cho nên Vipassana mấy vị không có định đó, mấy vị sẽ mờ mờ ảo ảo, không có rõ cái gì chứ. Nó thật luôn đó. Vipassana mấy vị mà không có định thì mấy vị toàn là phiền não không à, toàn là suy nghĩ không à, quán suy nghĩ không à, quán suy nghĩ càng ngày càng trôi hoài, không có được gì hết á. Cái tâm nó luôn luôn suy nghĩ, mà quý vị theo suy nghĩ thì quý vị theo vô tận luôn, không bao giờ dừng. Mà để chế ngự cái suy nghĩ thì sao? Phải có pháp lạc, lạc để chế ngự cái suy nghĩ, chế ngự phóng vật, lạc đó. Một khi có lạc lên, tâm quý vị yên liền, nó không có chịu, nó không muốn suy nghĩ nữa. Nó vậy đó, thích thú trong đó. Tới đây còn bắt đầu chúng ta còn phải tu tập hỷ lạc như thế nào, đừng để dính mắc nữa, nếu mà là quan trọng. Cái này thì chắc để những buổi khác. Bữa nay thì có thể chia sẻ cho quý vị tới cái chỗ này thôi. Tại vì thời gian không có đâu, thời gian không có nhiều. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Vì chúng ta đọc Bali, mấy vị đọc theo nha. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanggang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami.
con đem hết lòng thành kính xin quý tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quý tăng. Bụt thăng sa ra năng gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti yam bi đam măng sa ra năng gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đô ti giam bi sang găng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti giam bi bụt thăng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi đam măng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tati yam bi sang gang sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Di sa ra năng ba ri bốn năng. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bà na ti bà ta về ra mắt ni sikha ba đăng samma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A di na đa na về ra mắt ni sikha ba đăng samma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumeccha chara về ra mắt ni sikha ba đăng samma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada về ra mắt ni sikha ba đăng samma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raja machapama dathana về ra mắt ni sikha ba đăng samma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư thiện tính sau khi thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui.
Sile na sugatin janti sile na pogasambada sile na niputin janti tasma silang viso thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy vi dị ráng thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Hôm nay thì sư sẽ dạy về cái phần tùy niệm pháp, tức là những cái pháp tùy niệm đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta học cái phần về niệm pháp thôi, niệm ăn đức pháp á. Thì trước tiên á, chúng ta sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa của sáu ăn đức pháp. Trong cái sáu ăn đức pháp như thế này nè, tức là tôi đọc hết cái sáu ăn đức pháp bằng tiếng Bali như quý vị. Sakato Phagavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehibasiko Obanejiko Bachatang Veditabo Vinyuhi. Cái đầu tiên á, ăn cái ăn đức pháp đầu tiên là Sakato Phagavata Thammo, tức là Sakato Thammo, cũng có thể nói như thế cũng được chứ không có sao cả. Sakato Thammo á có nghĩa là cái pháp của Đức Phật á, pháp Đức Phật thiết luôn luôn hoàn hảo ở đoạn đầu, ở đoạn giữa, ở đoạn cuối, mà nó có cái ý nghĩa là đầy đủ, văn chương trong sáng, rõ ràng, thanh tịnh. Trong cái mà ấn đức pháp đó thì nó có 10 pháp chánh pháp đó, nó có 10. Thì trong đó là nó có một là những pháp học, ngoài ra chính pháp còn lại đó là cái pháp pháp siêu tâm giới hay là pháp siêu thế đó. Mà chính pháp siêu thế đó là gồm có như là 4 đạo, 4 quả và niết bàn. Cái gì hiểu không? 4 đạo gồm có sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, rồi sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả và niết bàn. Cái đây là chính pháp mà thuộc về siêu tam giới. Chính cái pháp này nó gọi là pháp xuất thế đó. Chúng ta sẽ biết cái ý nghĩa trước đi, một lát sẽ giải thích sau. Cách tiếp theo đó là Sanditiko Thammo. Sanditiko ở đây có nghĩa là tự mình thấy biết bằng cái trí tuệ. Tại vì trong cái chính pháp của siêu tâm giới đó, thì các bậc thánh đó, do tự mình hành tập, do tự mình kinh nghiệm thấy và biết nó, hiểu nó, cho nên gọi là Sanditiko. Sanditiko ở đây đó là do cái kiến, cái thấy, cái hiểu biết trên cái pháp đó, gọi là Sanditiko. Sanditiko Thammo tức là cái người hành tập hành và pháp hành Vipassana đó sẽ được thấy biết cái điều đó. Ý nghĩa của nó là Sanditiko, cái tiếng Bali á. Cái tiếp theo đó là Akaliko Thammo. Akaliko Thammo, Akaliko ở đây đó là nó vượt cả không gian thời gian. Akaliko còn có nghĩa là nó sẽ sanh khởi liền theo đó. Ví dụ như khi mà tâm quả nó sanh lên, tâm đạo sanh lên thì có liền tâm quả, nó không bị gián đoạn. Akaliko, và cái pháp này nó vượt không gian và thời gian, gọi là Akaliko. Cái pháp tiếp theo đó là cái pháp thứ tư đó, tức là Ehibasiko Thammo. Ehibasiko ở đây có nghĩa là đến để mà thấy. Đức Phật ngài nói nè, này tỳ kheo, hãy đến để mà thấy. Quý vị hành Vipassana đó, chúng ta đến đâu? Đến trong nội tâm, nội quán trong chúng ta. Ehibasiko có nghĩa là đến từ bên trong đây nè, nội danh sắc của chúng ta, để chúng ta quan sát, để mà thấy nó, gọi là Ehibasiko. Đến đây để mà thấy, chứ không cần đến đâu chứ đó, đến trong đây nè. Nên quý vị hành Vipassana, chúng ta quay vào bên trong, chúng ta sẽ thấy. Cái đó gọi là Ehibasiko. Chúng ta tự chánh niệm, tự quan sát, và chúng ta hiểu và thấy biết nó, cho nên gọi là Ehibasiko Thammo. Nhưng mà khi nào chúng ta thấy, cái thấy ở đây đó nó pháp siêu thế mà. Thấy cái lúc mà chúng ta đắc chứng đó, thể nhập tứ thánh đế, đắc chứng đạo và đắc chứng quả và niết bàn, lúc đó mới gọi là thấy.
Còn cái thấy bình thường chúng ta chưa có đạt đến cái năng lực tuệ đó đâu. Bình thường hành giả nó chưa có đủ năng lực đó, cho nên chúng ta chỉ là thấy, là thấy bằng cái gọi là cái ghi nhận của chúng ta thôi, bằng cái niệm của chúng ta thôi, chứ thực sự chưa thấy bằng pháp nhãn. Ehibasiko ở đây đâu thấy bằng pháp nhãn, chứ không phải thấy con mắt này. Khi mà đắc đạo đó là pháp nhãn sanh khởi, cái pháp nhãn nó trong sạch, nó vượt tam giới, nó vượt trong sạch mà vô trần ly cấu, thanh tịnh cực kỳ luôn, thấy rõ trạng thái của niết bàn, của nó hiểu đó, đạo và quả sanh lên cái lúc đó đó. Cái thấy này gọi là Ehibasiko Dhammo, cái thấy bằng con mắt pháp, chứ không phải cái thấy thông thường của chúng ta. Bình thường chúng ta chỉ là thấy bên trong á, mà thấy bằng tuệ nhãn, mà cái tuệ chúng ta cũng chưa có được thuần thục nữa, cho nên nó chỉ thấy bằng cái tuệ nhãn thôi, chứ chưa phải là pháp nhãn. Ehibasiko đây là thấy bằng pháp nhãn, cái con mắt của pháp, con mắt đắc chứng pháp đó. Cái này quá sâu xa không, chừng nào quý vị đắc chứng quý vị sẽ hiểu. Nhưng mà thường thường quý vị quan sát bên trong đây đó, cái thấy của quý vị là thấy bằng tuệ, cái hiểu biết đó, tức là mình ghi nhận, mình cảm nhận, mình thấy bằng cái mắt tuệ. Mà mắt tuệ này đôi khi á, nó tuệ nó có nhiều tầng tuệ lắm, dần dần cái tuệ quý vị càng cao thì quý vị sẽ hiểu biết bằng càng cao hơn nữa. Cái pháp thứ năm đó là Obanayiko Dhammo. Obanayiko có nghĩa là một cái hành giả mà tập tu tập đó, mong muốn mong mỏi là thoát khỏi tam giới, thoát khỏi tam giới, thoát khỏi cái sự luân hồi đó, gọi là Obanayiko. Cái tâm mà nó có gọi là cái tâm mà nó hướng đến cái điều đó đó, hướng đến sự thoát ly khỏi tam giới, cái ý chí của hành giả đó gọi là Obanayiko, cái pháp xuất ly ra tam giới. Cái pháp này nó cũng nằm trong chính pháp mà siêu thế đó. Cái cuối cùng đó là Bacchattang Veditabbo Vinyuhi. Thì cái pháp này đó là cũng là cái pháp mà nằm cũng thuộc về chính pháp, nhưng mà nó đưa đến đó, nhập vào cái thánh quả, và ngay lúc đó thấy được niết bàn. Ở đây bữa nay đó sư sẽ nói sơ cái sáu cái pháp đó, sau đó sư sẽ giảng từng cái, giảng giải rõ hơn nữa. Rồi sau đó sau cái phần giảng giải này đó, sư sẽ hướng dẫn quý vị hành thiền niệm pháp. Quý vị sư biết nào giờ không có ai chỉ quý vị hành thiền niệm pháp đâu. Và tức là bằng hành tập, nhưng mà sau chúng ta học trước đi, rồi sau đó sẽ hướng dẫn quý vị bằng cái cách pháp hành, tức là niệm pháp như thế nào. Niệm mà cái pháp này là không phải pháp bình thường nha, không phải là niệm pháp trong tứ niệm xứ, mà niệm cái niệm này niệm ân đức pháp, mà cái này gọi là ân đức pháp, chứ không phải là niệm pháp trong tứ niệm xứ, như là niệm về các căn, hay là niệm về thất giác chi, hay là bát chánh đạo, hay là tứ diệu đế, cái đó thuộc về niệm pháp ở trong tứ diệu, trong cái tứ niệm xứ. Còn cái này gọi là niệm ân đức pháp, nó khác cái kia. Niệm chỉ cái ân đức của pháp, chúng ta thừa hưởng cái ân đức của pháp, chúng ta tu tập cái đó. Tiếp theo sư sẽ giảng giải cái từng chi tiết của sáu pháp đó. Thì cái pháp thứ nhất đó, tức là Sokhato Dhammo. Trong cái chú giải của bài kinh Samyutta Nikaya, bà có đoạn nói là 10 cái pháp hoàn hảo đó, 10 cái pháp, trong 10 cái pháp này nè, mà Đức Phật giảng giải hoàn hảo ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Thì hoàn hảo cái gì? Giải thích cho mấy vị biết. Tức là khi mà Đức Phật thuyết về cái một bài kệ đi, ngay cả Đức Phật thuyết một cái bài kệ, trong cái bài kệ đó thôi, nó cũng có hoàn hảo đoạn đầu, hoàn hảo đoạn giữa, hoàn hảo đoạn cuối. Hoặc là có những bài kinh cũng vậy, bất kỳ bài kinh nào, một cái bài kinh đó cũng có sự hoàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Ở đây đó, chúng mình nói về cái sự hoàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của chính pháp siêu tâm giới này. Chính pháp tức là sơ đạo nhị đạo, sơ quả nhị quả, rồi tâm đạo tâm quả, tứ đạo tứ quả, rồi niết bàn. Thường mà trong cái pháp hành đó, pháp hành mà đối với chánh pháp đó, thì luôn luôn đó, ngài trình bày hoàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Ví dụ như trong cái pháp hành đó thì nó về phần giới đi, nó có cái mà hành giới đó, ngay cả giới cũng là được gọi là hoàn hảo đoạn đầu, tức là ngài thiết về giới hoàn hảo đoạn đầu.
Rồi trong cái phần mà chúng ta thiền tuệ Vipassana đó, đó, cái này gọi là hoàn hảo ở đoạn giữa. Còn hoàn hảo của đoạn cuối đó là khi mà người ta chứng đắc được Niết Bàn, cái đó gọi là hoàn hảo ở đoạn cuối. Cho nên là khi mà Ngài trình bày một cái quá trình để tu tập đưa đến chứng đắc đạo quả Niết Bàn đó, nó có ba phần. Hoàn hảo đoạn đầu là về giới nè, hoàn hảo đoạn giữa đó là về tu tập tuệ, định và tuệ, và hoàn hảo đoạn cuối đó là sự chứng ngộ đạo quả Niết Bàn. Trong quá trình tu tập nó cũng có ba cái giai đoạn như thế đó. Cái đó là về cái ân đức của Swakato Phagawa Tadamo. Còn cái phần tiếp theo đó, ân đức thứ nhì đó, ân đức thứ nhì là Sandittiko. Sandittiko, Sandittiko như là do mình tự chứng, tự thấy, và do bằng tự thấy bằng trí tuệ của mình. Sandittiko ở đây đó, nó có ba ý nghĩa là, tức là cái ý nghĩa thứ như là chứng đắc bằng cái trí tuệ của bản thân cái người đó đó. Tức là cái khi mà cái người mà bậc một bậc thiện trí đó, người ta sẽ tu tập thiền Vipassana đó, thì dẫn đến cái chứng ngộ tứ thánh đế, rồi chứng đắc cái nhập lưu thánh đạo trước, rồi tới nhập lưu thánh quả, tới Niết Bàn. Thì lúc đó cái vị đó chính thức là trở thành một vị thánh nhập lưu, gọi là thánh nhập lưu. Còn khi mà chứng đắc lần thứ hai cũng vậy, chứng đắc lần thứ hai tiếp theo cũng thấy được Niết Bàn nữa, thì cái sự chứng đắc đó đó cũng có sơ đạo, không, cũng có nhị đạo, bắt đầu nhị đạo, nhị quả nó sanh lên. Thì cái vị đó đó được gọi là bậc thánh nhất lai. Tại vì á, mỗi một lần thấy đó, mỗi một lần chúng ta thấy được Niết Bàn thì chúng ta lên một bậc thánh tiếp theo. Có những vị á, người ta đắc lên một cái rẹt được tới A-la-hán luôn đó, là họ thấy từng tự luôn. Ngay lúc đó sơ đạo nhị đạo sơ quả nhị quả nó sanh liền lạc với nhau đó. Đây là những cái người mà ba la mật của họ rất là lớn, cho nên họ đắc trong cái thời gian ngay lúc đó mà tứ đạo tứ quả nó sanh lên một lượt luôn. Từng tự là sơ đạo nhị đạo rồi sơ quả rồi tới không sơ đạo sơ quả rồi tới nhị đạo nhị quả rồi tới tam đạo tam quả tứ đạo tứ quả nó vậy đó. Còn có những vị ví dụ ba la mật cũng đó không có đủ, đôi khi đủ để đắc cái sơ đạo thôi thì nó sanh lên sơ đạo sơ quả rồi dừng ở đó. Rồi cái vị này nó cần phải tu tập để quân tập cho ba cái mặt cho mình nó viên mãn để đắc lên nhị đạo nhị quả. Tùy theo, đôi khi trong quá trình tu tập đó ba la mật nó đầy đủ rồi, đôi khi đắc lên tới a la hán luôn, đánh sanh lên nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Nó vậy đó, nhưng mà cái đạo quả nào rồi nó đã sanh rồi thì nó không sanh lại nữa đâu. Nó sanh đạo quả tiếp theo. Tại vì phiền não nào đã đoạn rồi đó, nó mất rồi, không có đoạn được nữa. Đoạn được cái phần não phiền não vi tế hơn nữa. Ví dụ như đối với bậc sơ đạo thì đoạn được cái gì? Thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Thì khi mà đoạn được ba cái hạ phần kiết sử đó rồi, vị đó trở lại bình thường thế gian này nè, bắt đầu tu tập lại tiếp bình thường. Tu tập Vipassana cũng vậy, từng trận danh sanh diệt tệ. Tại thường những bậc thánh mà từ sơ đạo cho lên đó, các ngài đó phiền não thô đó, nó đã biến mất rồi. Cho nên các ngài lúc nào tâm các ngài luôn luôn là nhìn vào là thấy sanh diệt rất là rõ. Nó vậy đó. Còn cái người bình thường chúng ta đó không có thấy được sanh diệt đâu, bởi do cái định và tuệ nó chưa có viên mãn. Cho nên quý vị đó cũng phải bắt đầu từ cái tuệ đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc. Rồi tuệ thấy sự tương quan nhân duyên của danh sắc. Rồi cái tuệ thứ ba là thấy là tánh vô thường, khổ vô ngã. Rồi cái tuệ thứ tư á là cái định nó viên mãn, tức là định nó đủ sức mạnh rồi đó, lúc đó mới tháo được cái tuệ thứ tư gọi là sanh diệt tuệ. Cho nên là sư khuyến khích quý vị làm sao chúng ta tu tập Vipassana đó, ít ra chúng ta phải có cái định. Không có định thì chúng ta không thể nào thấu lên sanh diệt tuệ được hết. Sanh diệt tuệ là cái cơ bản, từ đó chúng ta lên nữa. Còn nếu không mà chúng ta dưới sanh diệt tuệ thì chỉ là đối diện với phiền não, phiền não hôn trầm tỷ miên đủ thứ tham sân si, cho nên chúng ta cứ dậy chảo tới chảo lui hoài không được gì hết trơn á. Cho nên làm sao phải cố gắng kiếm được cái định. Như nãy xin nói cách tu tập hồi nãy đó, làm sao dối tới được cái định của Vipassana, cái Khandika Samadhi đó. Cái định trong Vipassana là gọi là Khandika, từng sát na chúng ta ghi nhận bên trong nhiều cái khoảnh khắc vậy đó, nhiều cái khoảnh khắc, từ khoảnh khắc nó trong sạch, nó thuần tịnh, nó liên kết với nhau trở thành một cái định trong sạch. Và cái định đó, cái tâm nó rộng lớn, nó mở rộng, cái định đó
của gọi là định Khandika Samadhi, nó rõ bên trong, nó sáng rõ, không có định không làm được gì chứ. Có nhiều người nói Vipassana không cần định, đây là những người đó sai. Vipassana cần, gọi là cần Khandika Samadhi. Khandika Samadhi xác ra định, xác ra định này đưa đến chứng đắc đạo quả. Chứ rằng Vipassana không cần ăn chỉ định, đôi khi không cần ăn chỉ định nữa, đôi khi không cần cận định, mà người ta tu xác ra định liên tiếp từng cái khoảnh khắc mà nó trong sạch dần dần, nó liên kết thành một khối tâm trong sạch, từng sát na mà nó liên kết thành một cái tâm tổng thể trong sạch đó. Vipassana chúng ta tu tập làm sao như thế đó. Mà muốn có như vậy, quý vị phải có cái sự định nó sanh, rồi từ từ nó mới mở ra thiện pháp, nó sanh lên rất là nhiều. Còn bằng không mà định nó không sanh thì quý vị toàn là bắt thiện pháp không à. Mà bắt thiện pháp thì cái tâm nó khó sử dụng, cái tâm nó thô bên trong, nó khó sử dụng lắm. Cái tâm nó không có được, cái tâm nó không được rộng lớn. Tâm thiện lúc nào cũng rộng lớn, nhưng quý vị phát triển hỷ, phát triển lạc lên rồi, định lên rồi, tâm quý vị nó mở rộng ra, mở rộng phạm vi quan sát lên. Không biết vị nào của tôi tới đây chưa nữa. Cho nên khi mà cái đối với cái sự đoạn diệt phiền não đó, đoạn diệt phiền não thì cái bậc sơ đạo đó, do quá trình mà tu tập các cần tệ là cái vị đó đó làm cho cái tà kiến về thân nó không có khởi, nó không phát khởi. Do vậy cái ngã mạn nó không khởi, do vậy ái nó không khởi. Từ đó nó có sức mạnh, nó lên từng các cần tệ. Từ đó cái định nó càng ngày càng viên mãn, nó lên từng các cần tệ, lên tới hành xả trí, lên tới thuận thứ diễn tập, nó lên dần dần. Thì bậc sơ đạo đó do từ cái quân tập mà làm cho cái thân kiến nó không có sanh đó, thì họ mới tiến lên được những cái tầng tuệ cao. Cho nên nó bị đó, khi mà đắc chứng đạo quả đó thì ngay lúc diệt luôn cái thân kiến vậy đó. Khi mà diệt luôn thân kiến đó thì thấy pháp rồi đó, thì không có hoài nghi, cho nên diệt luôn cái hoài nghi. Khi mà có hoài nghi rồi đó thì vị này vinh tinh một tin vững đối với tam bảo 100%, không có hoài nghi đó. Thì do vậy đó, vị này đó không còn chấp những cái lề lối thông thường nữa. Vị này biết hành như vậy sẽ đi đến chứng đắc đạo quả. Do vậy vị này đó không còn giới cấm thủ. Nó vậy đó, những cái này đó gọi là đoạn diệt bằng do cái sự hiểu biết. Đối với một cái tâm đạo sơ quả, nó đoạn diệt không phải là đoạn diệt trực tiếp phiền não, mà nó đoạn diệt gián tiếp. Nó đoạn diệt gián tiếp đối với thân kiến, đối với hoài nghi, đối với cấm thủ. Còn những phiền não còn lại đó là các bậc mà tu định tuệ viên mãn đoạn diệt trực tiếp luôn. Nó vậy đó. Tại sao mà lúc bậc sơ quả đoạn diệt một cách gián tiếp là sao? Do quá trình như hồi nãy xin nói, lúc đầu đó, trong quá trình hành thiền đó, mình tư duy trong đây không có tôi, không có ta, nó sanh diệt không có tôi, không có ta. Do vậy đó, tâm chúng ta không chấp vào cái tôi, cái thân kiến, thân này của tôi chúng ta không có chấp. Rồi những cái thọ, cái tưởng, cái tứ đại, cái gì trong đây, tất cả những cái thứ đó chúng ta cũng không chấp, nó không phải của tôi đó. Do tư duy như thế, cái tư duy đó dần dần nó hình thành, nó mạnh mẽ rõ ràng, cái gì thiết lập những tư duy đó, nó tâm nó càng ngày thanh tịnh hơn nữa, càng ngày càng chế ngự hoàn toàn cái thân kiến đó. Ở dục giới đã chế ngự rồi, cho nên khi mà đắc đạo quả đó thì tâm nó thoát ly ra khỏi cái các hành luôn, thoát ly ra khỏi tam giới, cho nên thấy niết bàn. Thì ngay lúc đó cái vị đó không có chấp hoàn toàn, không có thấy là cái gì của mình cả, thấy niết bàn, đối tượng hoàn toàn. Cho nên vị này đó không có còn cái chấp gì tôi nữa, không còn cái chấp gì thân kiến, như là sakkaya ditthi đó, thân kiến, tà kiến về thân, tà kiến về chấp về bản thân của mình, thân này là của tôi. Vị bậc tu đạo quả không cần chấp nữa. Cho nên đó, đối với vị thánh nhập lưu á, đoạn diệt ba hà phần kiết sử, nhưng mà trong đó có, gọi là có hai tâm phiền não thôi, là cái tâm tà kiến và tâm hoài nghi, cái này là thuộc về phiền não. Còn cái mà giới cấm thủ nó không phải phiền não, nó không phải phiền não, mà nó là do cái sự biết rồi đó, tránh nó đi, nó không phải là phiền não. Ví dụ giới cấm thủ là gì? Là những cái mà lề lối lễ nghi đó, nó không có lợi ích, nó không có lợi ích cho tu tập giải thoát. Bậc tu đầu quờ người ta không có cần thế nữa. Cái người phàm phu á, ví dụ cho chẳng hạn như sợ cái này sợ cái nọ, hay cúng sao giải hạn vân vân đủ thứ, do sợ gì chúng ta chấp vào giới cấm thủ, hiểu không?
có những cái giới cấm mà chúng ta lo sợ và chúng ta tuân thủ theo đó mà nó sai mà vẫn bám vào đó, cho nên cái đó gọi là giới cấm thủ. Ví dụ như thờ cúng thần linh này kia đó, nghĩ rằng thần linh này sẽ làm cho mình giác ngộ, sai, không phải như thế. Phải tu tập từ bên trong đây, không có ai làm cho mình giác ngộ đâu, phải tự mình tu tập, tự mình giác ngộ lấy mình. Tại vì có những trường phái, có những mà ngoại đạo đó, nó thờ cúng theo thần linh, theo cái thờ cúng đủ thứ chân, thờ thần heo, thần bò, đủ thứ hết, nhiều lắm. Những cái đó đều là giới cấm thủ đó quý vị. Hoặc là lễ tế thần, giết súc vật này kia đó, để tế thần, để được những cái thần linh đó hỗ trợ cho mình, không có đâu, không có. Đó cũng là giới cấm thủ. Hoặc là ở Ấn Độ nó có trường hợp là tắm sông Hằng đó, để được cái tâm này nó trong sạch, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Nghĩ tâm được trong sạch, thanh tịnh đó, dễ dàng tu cao nữa, không có chuyện đó. Mà cái này đó chúng ta chấp như vậy là gọi là giới cấm thủ. Sạch trong sạch do bản thân quý vị, tự là do bản thân quý vị, chứ không phải do cái nước sông Hằng làm quý vị, làm cái gì trong sạch. Tới bây giờ vẫn còn chấp vậy đó, mấy ngàn năm rồi. Không biết vị nào có đi tới đó chưa, sẽ biết. Những cái đó gọi là giới cấm thủ. Bậc Tu Đầu Quần không còn chấp những cái lề lối cổ hủ gì hết trơn đó. Tại vị này đó, do mình tự đi đến Niết Bàn, tự tu tập mà thấy được Niết Bàn, tự mình thân chứng, thực chứng, tự mình pháp nhãn trong sạch sanh khởi, thấy Niết Bàn là đối tượng. Cho nên vị này không còn có tin một cái thế lực nào hết trơn đó, chỉ tin vào Phật Pháp Tăng. Do đâu mà tin vào Phật Pháp Tăng? Bởi vì Pháp này do Phật chỉ dạy, rồi Chư Tăng truyền thừa lại, rồi tự mình học hỏi từ Chư Tăng, rồi tu học lại, mà học theo, làm theo và đắc chứng. Do mình thấy Pháp cho nên mình tin Tăng, do tin Tăng tin Phật, cho nên tin hết Tam Bảo, trăm trăm. Thế vậy đó. Còn mấy vị chưa thấy Pháp, mấy vị không có tin Phật Pháp Tăng đâu. Bình thường nói là trăm trăm nhưng mà không có. Tới chuyện tụt xuống tiêu chứ không. Nó thật vậy đó. Nhưng mà đó với Bậc Tu Đầu Quần á, là tin 100% vững chắc. Có một cái câu chuyện đó, có một cái câu chuyện đó là một cái anh cư sĩ đó. Anh này đắc quả Tu Đầu Quần, thờ Đức Phật á. Thì cái anh này có một cái dịp phải đi trên một chiếc thuyền đó, mà trên chiếc thuyền đó rất là nhiều người để đi đến một nơi nào đó. Thì trong quá trình di chuyển như vậy đó thì gặp sóng biển làm cho chiếc thuyền nó chìm. Không phải sóng biển đó, rồi chiếc thuyền nó gần như là chìm đi. Nó sắp chìm rồi đó. Thì ngay lúc mà chuẩn bị chìm đó, sắp chìm rồi đó, thì cái anh này đó, anh nghĩ là chỉ có nương Phật Pháp Tăng thôi, không có nương thế lực nào được hết á. Thì ngay lúc đó anh ngồi để anh nhớ, tưởng nhớ đến Phật Pháp Tăng. Tại anh đâu đắc quả Tu Đầu Quần rồi đó. Anh nói chỉ có Phật Pháp Tăng cứu mình thôi, mình chỉ nương vào thôi là vững chắc nhất. Thì ngay lúc đó anh tưởng niệm đến đó, giống như niệm Đức Phật, niệm Đức Pháp, Đức Tăng đó. Anh tưởng niệm đến làm cho phát sanh cái tâm của ổng, của ảnh nó trong sạch hơn nữa. Thì ngay lúc đó đó, có một vị chư thiên đó, họ dùng thần thông, họ tạo ra một cái chiếc tàu đó để cứu những người này, cứu những người trên chiếc thuyền. Thì lúc đó đó, cái ông chư thiên đó, ông nói ông chỉ cứu cái chàng thanh niên này thôi, những người kia ông không cứu. Thì chàng thanh niên này mới hỏi, ủa tại sao không cứu những người đó? Thì ông chư thiên cũng nói, những người này không có công đức, cho nên không cứu. Thì cái vị này, anh chàng thanh niên mới nói rồi, anh chàng thanh niên nói, ủa tại sao cứu tôi? Thì ông nói là do chàng thanh niên này có nhiều công đức, tinh Phật Pháp Tăng nữa, rồi có nhiều công đức nữa, cho nên vị chư thiên này cứu vị thanh niên này. Thì vị thanh niên này mới nói là thôi bây giờ tôi sẽ cho hết những công đức của tôi cho những người này. Không, thì ông chư thiên nói thôi vậy tôi sẽ cứu hết luôn. Như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta tưởng nhớ Phật Pháp Tăng đó, chúng ta tùy niệm đó, gọi là nghĩ đến, rồi chúng ta chánh niệm theo cái đó, chúng ta hướng đến nghĩ đó, tự tâm chỉ trong sạch thanh tịnh, tự nhiên chư thiên thiên thần đến cứu cái gì. Đây là một cái câu chuyện thời Đức Phật. Cho nên Bậc Tu Đầu Quần có tin ở chỗ Tam Bảo 100% là vậy đó. Khi mà xảy ra thật sự rồi đó mà nhớ đến Phật Pháp Tăng, đây là mới gọi là quan trọng. Còn những người khác xảy ra rồi nhớ đến ông thần này ông thần kia, ai mà cứu,
Rồi không ai đủ quay lực hết trơn á. Chỉ có Phật Pháp Tăng là quay lực nhất, mà lợi lạc nhất như vậy đó. Còn cái bậc Nhất Lai đó là cái vị này đó đoạn diệt cái phiền não là cái tâm, tâm sân mà tâm sân lợi thô á. Thật sự cái bậc Nhất Lai á, đoạn diệt về tham, sân, si, làm suy yếu nó thôi. Nhưng mà đó, đối với cái sân thô á, đoạn diệt hoàn toàn. Cho nên ở đây đó, sư nói là bậc Nhất Lai đoạn diệt một cái loại phiền não gọi là sân thô không còn đối với bậc Nhất Lai nữa. Còn bậc Tam Đạo đó là đoạn diệt cái sân tế. Nhưng mà bậc Nhị Đạo đoạn diệt cái sân khô, cái sân mà thô á, sân thô không còn. Sân thô là sao? Ví dụ bên ngoài ồn quá, bực lên, đó, nó sân thô. Hoặc là cái người kia người ta chọc tức mình đó, mình phản ứng lại liền. Đó là sân thô. Còn sân tế là sao? Họ nói trong đây mình cũng có sân nhưng mà nó không biểu lộ ra ngoài. Đó là sân tế. Sân thô, sân tế đối với bậc Nhị Đạo đó là đoạn trừ cái sân thô nó mất rồi. Còn sân tế bên trong thôi, sân tế bên trong nó không có phản ứng ra bên ngoài. Tức là vị đó có thể chế ngự được cái sân tế bên trong, nó không có khởi ra nữa. Nó không phát khởi ra ở thân khẩu ý nữa. Cho nên bất cứ cái gì mà chúng ta phát khởi ra thân khẩu ý rất là nguy hiểm, nó tạo thành cái nghiệp. Còn cái vị này nó mới sanh khởi bên trong, người ta chế ngự được rồi, nó đâu sanh, nó không thành nghiệp ở đâu. Biểu lộ ra thân khẩu ý bên ngoài sẽ thành nghiệp. Nên nhớ đó, quý vị cố gắng chế ngự nha, cái sân thô nha, nguy hiểm lắm đó. Đối với bậc thánh Bất Lai đó, gọi là bậc Tam Đạo Tam Quả. Bất Lai là sao? Vị đó không có trở lại cõi dục. Tại vì bậc Tam Đạo Tam Quả đoạn diệt hoàn toàn dục ở cõi dục này. Dục tham đó, đoạn hoàn toàn dục tham và sân tế luôn. Cho nên vị đó không có trở lại cõi dục. Cõi dục là cõi gì? Cõi người nè, bốn cõi ác nè, cõi sáu cõi trời dục giới nè, gọi đây là cõi dục. Tức là bậc A-la-hàm Tam Đạo Tam Quả không tái sanh trở lại sáu cõi trời dục giới và cõi người không có trở lại nữa, mà sanh lên cõi Phạm Thiên, cõi Tứ Thiền đó. Cõi Tứ Thiền nó có năm cõi sắc cốt cánh, sanh lên năm cõi sắc cốt cánh. Cõi Tứ Thiền nó có bảy cõi như hôm qua sư nói ha, trong đó có năm cõi sắc cốt cánh, một cõi vô tưởng, một cõi quảng quả thiên. Cõi vô tưởng, cõi quảng quả thiên là hai cõi đó dành cho bậc phàm phu. Còn năm cái cõi sắc cốt cánh đó là dành cho bậc A-la-hàm trở lên. Tức là vị nào sanh gì đó không bao giờ tuột xuống nữa, từ đó đi lên. Sắc cốt cánh nó có năm cõi là ví dụ như thiện kiến, thiện thiện gì đó, vô phiền, vô nhiệt, rồi sắc cốt cánh. Tức là năm cõi ngũ tịnh cư thiên, là ngũ tịnh cư đúng hơn, dùng là năm cõi ngũ tịnh cư. Thì sắc cốt cánh là cõi cao nhất, cõi đầu là thiện kiến, thiện hiện, vô phiền, vô nhiệt và sắc cốt cánh. Thì bậc tu đầu bậc A-la-hàm đó, ví dụ như bậc đó A-la-hàm tương ứng với cái mức nào thì sanh về cõi đó. Ví dụ như cõi đầu tiên thì tương ứng cho tính mạnh, tính quyền nó mạnh. Cõi thứ hai đó là tấn quyền, tính tấn, niệm, định, tuệ, tương ứng vậy đó. Năm cõi, ví dụ bậc A-la-hàm mà tuệ quyền nó mạnh rồi sanh lên cõi sắc cốt cánh luôn, cao nhất cõi đó. Rồi từ đó đắc quả A-la-hán, nhập niết bàn luôn, không bao giờ tái sanh trở lại. Đó là bậc A-la-hàm đó. Cái gì nên nhớ, một vị nào đắc quả A-la-hàm là sanh về cõi một trong năm cõi ngũ tịnh cư, mà cõi đó nó đẹp vô cùng. Tuổi thọ đó, tuổi thọ cái cõi thấp nhất trong cõi ngũ tịnh cư đó là một quả địa cầu, không, 1000 quả địa cầu. Tuổi thọ nó dài vậy đó, cái quả địa cầu chúng ta không biết bao nhiêu năm mà tính nổi luôn đó. Mà tuổi thọ trên đó đó, cõi thấp nhất là 1000 quả địa cầu. Cõi thứ hai là 2000 quả địa cầu, cõi thứ ba là 4000 quả địa cầu, cõi thứ tư là 8000 quả địa cầu, cõi thứ năm là 16000 quả địa cầu. Và ở trên đó nó một bề thanh tịnh vô cùng, gần như niết bàn đó. Thanh tịnh lắm. Vị nào đắc ở A-la-hán cõi nào thì vị đó nhập niết bàn ở cõi đó. Còn vị nào đắc A-la-hán cõi thế gian thì hết tuổi thọ nhập niết bàn luôn, không có sanh gì đâu chứ đó. Bậc A-la-hán đoạn diệt bảy loại phiền não. Thứ nhất là tham, tâm tham đó. Thứ hai là tâm si. Thứ ba là ngã mạn, tham, si, ngã mạn. Thứ tư là phóng tâm, phóng vật đó, phóng vật. Thứ năm là buồn ngủ nè. Thứ sáu là không biết hổ thẹn tội lỗi. Thứ bảy là không biết ghê sợ tội lỗi. Thì bậc A-la-hán đoạn diệt hoàn toàn những cái tâm đó.
Thứ nhất là tham, thứ hai đoạn si, thứ ba ngã mạn, thứ tư phóng dật, thứ năm buồn ngủ, thứ sáu hổ thẹn tội lỗi, thứ bảy biết ghê sợ tội lỗi. Mà một khi đó bậc một vị thánh đó đắc chứng đạo quả đó, vừa đắc chứng đạo quả xong cái vị đó xuất trở lại thế gian này nè, mới đầu vị đó quán xét, thường hay quán xét đó, quán xét là phiền não mình còn còn hay không, phiền não gì, phiền não nào mình còn. Nhưng mà cái sự quán xét này đó, ngay lúc đó nó còn thanh tịnh lắm, đôi khi quán xét không có rõ đâu. Trải qua một thời gian nữa, thời gian nhiều ngày thì tháng nhiều năm, vị đó chiêm nghiệm lại thấy là phiền não mình phiền não nào không còn đó, vị đó biết mình đắc cái gì, đắc quả nào. Tại vì ngay lúc đắc đạo quả thấy niết bàn đó, đắc vậy cũng chưa biết mình đắc quả nào nữa. Biết thêm hay không do mình quán xét lại mình còn phiền não gì. Ví dụ như mình đoạn sân rồi đó, thấy sân mình không còn nữa, vị đó biết, vị đó đắc A-na-hàm, vị đó. Hoặc là vị đó thấy mình không còn dục tham gì hết trơn đó. Tâm không khởi dục tham gì hết đó, tâm không còn tham thích đối với dục lạc thưa thế gian này, vị đó đã biết là vị đó đắc quả A-la-hàm. Đối với một vị A-la-hán cũng vậy. Một vị A-la-hán đó, khi mà quán xét thấy vị đó không còn phiền não nào hết đó, thì vị đó biết là vị đó đắc A-la-hán. Có những người đắc quả tu đầu quần đó, quả đầu tiên đó, biết mình có đến đó đó, nhưng mà không biết mình đó, không biết mình là đắc quả gì, không biết, đôi khi không biết. Tức là sao? Cái trạng thái đó kinh nghiệm qua rồi nhưng mà chưa biết đặt tên thôi, hiểu không? Cái không biết gọi là không biết đặt tên đó. Tức là tại vì hồi xưa đó có những vị người ta chưa có nghe là quả tu đầu quần việc cái gì, quả chưa, một số vị chưa được dạy nghe cái điều đó, cho nên đó vị đó kinh nghiệm đắc chứng niết bàn lần đầu tiên, có vị đã kinh nghiệm, biết mình đã kinh nghiệm như vậy nhưng mà không biết gọi đó là cái gì, hiểu không? Chứ không phải là không biết mình đắc cái gì, tức là không biết gọi cái đó là cái gì. Cái đó là có phải là tu đầu quần hay là không? Vậy đó, có những trường hợp có vị đó. Hồi thời Đức Phật có một cái vị gọi là Mahanama đó, cũng là xuất thân từ hoàng tộc. Vị đó cũng đắc quả tu đầu quần. Khi mà Đức Phật về hoàng cung thuyết giảng, vị đó đắc chứng. Thì trong quá trình vị đó chắc chứng quả tu đầu quần rồi, bắt đầu cũng xuất gia rồi là một vị tỳ kheo cũng theo Phật học đó. Nhưng mà sau này vô tịnh phạn qua đời đó, thì Đức Phật kêu cái vị này nè hãy hoàng tục để trở về làm vua. Tại lúc đó không có ai cai quản trong cái hoàng cung, cai quản đất nước chứ đó. Tất cả người nam của dòng dõi Thích Ca đi tu hết trơn rồi, không còn ai chứ. Cho nên Đức Phật ngài chỉ định luôn, ngài nói với vua Tịnh Phạn là bây giờ phải kêu ông Nam Maha Nam Má này, mà ông là thánh tu đầu quần đó, cái ông kêu ông trở về làm vua đi để cai quản đất nước. Thì ông cũng nghe lời Phật nói mà phải nghe. Ông cũng làm vua một thời gian đó, thì ông thấy mà sao mà mình những lúc mà mình không có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng luôn, không hiểu nổi. Có những lúc mà sao mình thấy tâm mình nó sân khủng khiếp. Có những lúc sao mình thấy mình còn tham dục dữ dội đó. Ông nói gì đó, ông gặp Phật, ông nói bạch Phật, chắc con chết, con đọa bốn đời ác đạo quá. Ông Phật nói là ông yên tâm đi, này Maha Nam Má, cái sự tái sanh của ông đó là nơi thiện cảnh là nơi nhàn cảnh, ông yên tâm đi, ông đừng có sợ có lo. Ông nói sao mà con thấy tâm con nhiều lúc mà ái dục khủng khiếp, nhiều lúc sân dữ dội lắm, nhiều lúc không tin Phật Pháp Tăng nữa mà đó. Mặc dù ông đắc quả tu đầu quần rồi đó mà ông không có nghĩ, ông có nghĩ là cái trạng thái đó gọi là tu đầu quần, ông không biết. Mà Đức Phật biết, cho nên Đức Phật ngài xác chứng ổng đó, ngài nói ông yên tâm đi, cái đích đến của ông là nơi thiện cảnh chứ không phải ác giới, ác cảnh giới, chứ không phải bốn đường ác đạo. Thì lúc đó đó ông mới bộc lộ ra vậy đó. Thì ngay lúc đó Đức Phật cũng thuyết giảng cho ông, dần dần cái tâm ông lắng dịu xuống, ông bắt đầu ông quán tiếp tục. Lúc ông sẽ đắc lên, lúc đó ông cũng đắc lên được nhị đạo nhị quả. Tại vì cái bậc tu đầu quần đó chỉ diệt được thân kiến và nghi giới thủ, đâu có diệt được tham đâu, đâu có diệt được sân đâu. Cho nên tham sân si nó vẫn sanh khởi bình thường, hiểu không? Vậy đó, cho nên đó quý vị
chúng ta hàng ngày chúng ta tiếp xúc, đôi khi đó chúng ta tiếp xúc bậc thánh mà chúng ta không biết đâu, bậc thánh tôi đầu quần á, họ cũng vẫn còn tham, vẫn còn sân, chúng ta không biết. Đôi khi chúng ta xúc phạm, mà chúng ta xúc phạm á, thì chúng ta đó bị chặn đứng cái sự tu tập của chúng ta. Một vị phàm phu mà xúc phạm một vị thánh thì vị đó sẽ bị chặn đứng cái đường tu tập, tức là vị đó không đắc lên bậc thánh. Xúc phạm cái này để mình mốt nói, giờ nói này nó không có thời gian đâu, tại nhiều vấn đề để nói lắm. Cho nên xin nói cho quý vị trước đó, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày khi mà giao tiếp đó, chúng ta cũng phải khéo léo, đừng phải biết là đừng nên ép người khác đến đường cùng, hay là đừng nên mạo phạm bất cứ ai. Đôi khi họ là thánh mà chúng ta không biết, nó thật luôn đó. Trong thế gian này đó, phàm thánh lẫn lộn, mà chúng ta xúc phạm thì chúng ta go down, đi xuống đâu bốn ác đạo. Tại vì á, thánh tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán đó, ví như Điện Cao Thế đi, dù mấy vị có biết hay không biết, bây giờ đụng vô là chết liền, hiểu không? Tức là tôi không biết cái đó có điện không có điện, đụng vô là chết liền tại chỗ. Cũng vậy, tôi không biết ông này thánh nào là phàm, nhưng mà xúc phạm cái là tiêu, nó vậy đó, hiểu không? Vậy hiểu không? Cho nên á, trong cái cư xử chúng ta hàng ngày đó, chúng ta rất là nguy hiểm, đụng tới ông thánh rồi cái cuộc đời cái đó chúng ta đắc không đắc lên đạo quả được, trở ngại cho chúng ta thật gì đó. Cho nên hàng ngày chúng ta trong cái cư xử chúng ta phải khéo léo cái điều đó. Rồi đây là những cái ít có ai chỉ mấy vị lắm đó, do vậy mấy vị tu hoài không đắc, không chứng, tu hoài không tiến bộ, tại vì mấy vị mạo phạm là ông thánh, có thật là thật đó. Sẵn đây lấy ví dụ luôn đi, hồi thời Đức Phật có như thế này nè, có một vị tỳ kheo đó đó, lớn tuổi rồi, nhưng mà vị đó đó là vị a la hán lậu tận, tức là a la hán lậu tận là gì, là các phiền não không còn nữa, đạt đến lậu tận luôn, tức là các thần thông cũng có đầy đủ cho nó. Mà do vị này có những cái tiền kiên tật đó, cho nên biểu lộ người ta thấy tầm thường quá, hiểu không? Đó cái gì đó nên nhớ đó, có những vị thánh người ta vẫn có tiền kiên tật, mà những cái tiền kiên tật đó mình không biết, mình nhìn vào cái tiền kiên tật đánh giá người ta là phàm, là không phải. Thì cái vị tỳ kheo này đó, một vị tỳ kheo trẻ đắc quả tu đà quần rồi, đi trang nghiêm lắm, đi bát đây nè. Thì đi bát dọc đường đó, thấy một cái vị tỳ kheo lớn tuổi mà a la hán đó lậu tận đó, thì ông la hán lậu tận đây nè, đến một cái ngôi nhà đó có một cái vị gia chủ đó cúng dường nước cháo đó, cháo đổ vô bát nè, thì vị a la hán đó bưng cái bình bát là húp ngay chỗ đó luôn. Cái vị tỳ kheo trẻ đi tới chờ cho cái thí chủ đi xong rồi, cái ổng nói nè, không có gì nè, thô thiển đó, cái hạnh thô thiển, không có sự mà chế ngự gì hết trơn đó. Ông nói cái vị lớn vậy đó, xúc phạm đó, vậy nói nhẹ vậy thôi đó mà xúc phạm đó, giống như giáo hóa vậy đó, cái người nhỏ mà giáo hóa người lớn là cũng mạo phạm đó, vậy đó. Cho nên á, cái đi một đoạn vắng người rồi, cái vị tỳ kheo lớn mới quay lại hỏi nè, này chư đạo hữu đó, phải chăng có địa vị gì ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn chưa? Cái gì đó, tức là ý nói là ông có đắc đạo quả gì chưa đó. Cái người mà có cái địa vị trong giáo pháp đó, tức là bậc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ quả, gọi là địa vị trong giáo pháp của Đức Phật, hiểu không? Tức là vị này có đạt được cái địa vị gì trong giáo pháp của Đức Phật chưa? Thì cái vị tỳ kheo trẻ này mới hiểu ra liền, nói là con đắc chứng sơ đạo sơ quả rồi, nói vậy đó. Thì cái vị tỳ kheo lớn mới nói nè, vậy từ nay á, đừng có tinh tấn nữa cũng không đắc lên quả cao đâu, tức là mạo phạm đến các vị a la hán đó, cho nên á, nó chướng ngại đó, vậy đó. Vậy tức là vị thánh với nhau mà còn chướng ngại chi, các vị phàm còn chướng như thế nào nữa, nó thật như vậy đó. Nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm. Cái ăn đức tiếp theo nè, ăn đức tiếp theo tức là ăn đức thứ ba đó, Akaliko Damo, tức là Akaliko ở đây có nghĩa là vượt cả không gian thời gian, tức là cái pháp mà khi mà sơ đạo, tức là cái tâm đạo nó khởi lên rồi, nó sanh lên rồi, thì tâm quả nó sanh liền ngay,
nó không còn vượt chướng ngại của không gian thời gian gì hết, nó có liền một sát na trước thì sát na sau nó có mặt, tức là sát na trước đó là tâm đạo, sát na sau liền theo đó, không có chỗ hở, là tâm quả, gọi là Akaliko. Đây là những pháp mà thượng nhân, pháp siêu tâm giới đó, gọi là Akaliko. Cái ân đức của nó đó, có quả thì có, tức là có đạo là có quả. Đây là cái ân đức của pháp, có đạo là sẽ có quả. Thì tức là khi mà tâm đạo nó sanh lên, nó đoạn diệt phiền não đó, thì vị đó, đó thấy niết bàn liền. Quả là thấy niết bàn. Tâm đạo là tâm sắc trừ cái phiền não, vừa sắc trừ phiền não xong là nó không có trói buộc mình nữa, là mở tâm đó, nó không bị trói buộc, cho nên nó bắt niết bàn ở đó tượng đó. Cho nên cái ân đức này nó đưa đến thấy gặp bắt thể nhập niết bàn liền ngay khoảnh khắc đó, gọi là Akaliko, Akaliko Dhammo. Tại cái sự đắc ở đây đó, khi mà cái thánh đạo nó vừa diệt là thánh quả xuất hiện. Cho nên sẵn đây á, là sư cũng có một chỉ trên đó đó, nguyên nguồn cái tiến trình lộ trình sinh diệt của chứng đắc, lúc chứng đắc đó. Thì cái lộ trình đó đó, cái đầu tiên nó có được từng khoảnh khắc như vậy nè. Tại vì khi mà cái tâm đầu tiên đó là cái hộ kiếp đi, hộ kiếp là sao? Là cái tâm phan gá bình thường vậy nè, phan gá bình thường nè. Rồi cái đầu khi mà nó có sự rung động là sao? Ngay cái lúc mà cái vị đó đoạn phiền não đó chị. Tức là sắc trừ phiền não, cái tâm nó chấn động một cái, rung lắc vậy nè. Tại vì khi mà cái người mà thâm nhập tứ thánh đế này, thấy được cái dính mắc, hiểu được cái ái đó, thấy cái dính mắc, thấy được cái khổ đó, rồi thấy được cái nguyên nhân của khổ, và vị này đó hướng cái tâm đến để mà đoạn cái nguyên nhân đó, đoạn cái ái đó, cái ái nó dính mắc làm cho không thoát ra được, thì vị này đến hướng đến cái ái đó, hướng đến cái luồng ái đó, nó dập tắt một cái, nó không có chối được, cho nên rung động cái dòng ngũ phần, chấn động lên những cái. Thì ngay cái khoảnh khắc đó, cái chấn động đó, cái rung động đó là phan gá cha la ná, vừa chấn động nó cắt đứt cái dòng đó, và cắt đứt cái dòng đó gọi là phan gá bách chê đá, nó cắt đứt cái dòng ngũ phần. Ngay cắt đứt cái đó đó thì có tâm, cái tâm ở đó đó, cái tâm này, mình người ta gọi là tâm hướng y môn, nhưng mà thực sự cái tâm là nó hướng đến cái tâm đạo đó, hình thành cái tâm đạo cũng là cái ý, cái do nó ý môn nó hình thành lên, tâm trong sạch, nó không bị ràng buộc, không bị phiền trói buộc gì hết, nó hướng hình thành cái tâm đạo đó đó, gọi là tâm hướng y môn đó. Lúc này nó chưa khổ, tại vì khoảnh khắc nó vi tế, nó chưa hẳn là tâm đạo, nhưng mà gọi là hướng đến tâm đạo đó, gọi là hướng y môn, tâm hướng y môn đó. Tâm hướng y môn xong bắt đầu cái chuẩn bị để mà nó dần dần nó hình thành cái tâm đạo, thì cái chuẩn bị này đó gọi là cái tâm chuẩn bị nhập lưu thánh. Chuẩn bị nhập lưu thánh gọi là Parikamma đó, chuẩn bị nhập lưu thánh nó phát sanh. Thì khi chuẩn bị rồi nó bắt đầu nó dần dần nó hình thành cái tâm đạo đó, gọi là Upachara cận, gọi là cận nhập lưu thánh đạo phát sanh đó. Khi nó cận nhập lưu thánh đạo thì bắt đầu nó thuận theo cái hướng thoát ly, cho nên gọi là Anuloma thuận thứ, thuận dòng, thuận theo cái hướng thoát ly khỏi tam giới đó, nó xuất ra. Cái hướng đó, khi mà nó xuất ra khỏi rồi thì trở thành Gochapu, cái hướng xuất nó cũng thành gọi là Gochapu luôn. Gochapu là chuyển tộc từ nó xuất ra khỏi tam giới, từ cái gọi là hiệp thế nó sang siêu thế đó, tức là từ phàm sang thánh, nó gọi là Gochapu chuyển tộc. Thì khi mà chuyển tộc qua nó trở thành Gochapu thì cái tâm đạo chính thức hoàn hảo là cái tâm đạo trong sạch hoàn toàn. Tâm đạo đó bắt đầu nó hướng đến niết bàn. Ngay ban đầu nó cũng là một cái tâm gọi là tâm đạo, nhưng mà nó chưa đúng nghĩa tâm đạo. Nó có chức năng sát trừ phiền não. Sát trừ phiền não xong cái tâm đó chính thức nó là tâm đạo. Mình gọi nó tâm đạo. Cái gì đó. Vừa dẹp phiền não xong cho nên mình gọi cái tâm đó là tâm đạo. Thì cái tâm đó là do mình tu tập chánh niệm, quân tập mà. Đạo này phải được tu tập là vậy đó. Đạo được tu tập. Ví dụ như tứ thánh đế cần phải hiểu. Rồi á, tập đế đó, rồi cần phải thể nhập liễu tri đó, rồi cái đạo cần phải tu tập vậy đó, cần phải tu tập. Cho nên cái tâm đó mình đang đoạn diệt đó, bây giờ mình phát triển đó, mình chánh niệm liên tục, nó trở nên trong sạch hơn nữa, nó hướng đến niết bàn. Khi mà hướng đến niết bàn đó là cái tâm quả hoàn toàn là tâm quả đó, xong vừa nó 1-2 ba sát na nó sụp xuống, bắt đầu nó trở thành tâm phan gá sanh lợi, nó trở lại thế gian. Cho nên cái dòng ngũ phần, cái năng lượng tâm nó dội trở lại, thì cái dòng ngũ phần bắt đầu nó trở lại cái dòng ngũ phần bình thường, gọi là hộ kiếp.
Mà những cái này là cả một quá trình giới định tuệ viên mãn bên trong đó mới lên tới mức độ này, chứ không phải không không nó sanh khởi đâu, không có. Cả một cái tiến trình công phu tu tập giới định tuệ viên mãn nó đạt tới đỉnh cao này. Cho nên ở đây Akaliko ở đây đó là bốn thánh đạo mà nó sanh khởi thì nó cho bốn thánh quả ngay liền. Có những vị người ta chứng đắc mà nhanh đó, tốc hành luôn, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, là cái rẹt thì nó có sơ quả, nhị quả, tam bảo theo liền đó, gọi là Akaliko. Nó kịp thời, nó không có chờ đợi, gọi là Akaliko. Cái ân đức của Akaliko, cái gì nhớ cái điều đó. Làm sao mấy vị hãy nhớ những cái ân đức này đó để chúng ta làm chi? Chúng ta tu tập vấn đề niệm pháp, tu tập để niệm pháp. Xong cái phần này đó, sư sẽ giải thích về cách hành tập đó, hành tập về đề mục niệm pháp để đắc chứng định, cận định. Nó nhiều vấn đề lắm, lát nữa giải thích sao hay lắm. Ở trong tam giới đó, nó cũng có cái tam giới thiện pháp đó. Thì ở trong dục giới nha, trong dục giới nó có thiện pháp, là cái thiện pháp trong dục giới đó nó không có, nó cần phải có thời gian để trổ cái quả. Còn mà cái thiện pháp ở sắc giới cũng vậy nữa, nó chờ có thời gian cho kiếp sau nó trả quả. Còn mà cái thiện pháp của siêu tâm giới nó trả quả liền, vừa có, ví dụ vừa có gì, vừa có đạo, nó cho cái quả ngay liền, nó vậy đó. Đây là Akaliko nè. Còn trong dục giới ha, nó phải có thời gian kiếp sau, hoặc là trong một cái kiếp nào tương lai đó, là những cái quả thiện trong dục giới nó trổ quả có thời gian. Rồi ngay cả sắc giới nha, cái thiện trong sắc giới và thiện vô sắc giới cũng vậy luôn. Nó trả qua cho kiếp sau liền, kiếp sau tái sinh đó. Ví dụ như cái người mà đắc sơ thiền đi, thì kiếp sau đó họ hưởng cái quả sơ thiền là họ sanh về cái cõi sơ thiền, vậy đó. Cho nên nó trả cái quả cho kiếp sau, tại vì mãnh lực sơ thiền đó nó mạnh lắm mấy vị, là nó cho vị cái quả liền ngay kiếp sau. Cho nên kiếp sau mấy vị không có tuột đi đâu hết trơn, lên cái sơ thiền, cái năng lực của thiền định nó mạnh lắm, nó cho quả liền ngay kiếp sau, năng lực thiền định đó. Còn năng lực những cái thiện bình thường của dục giới thôi, thì nó có thể cho kiếp sau mình hưởng cái quả một phần, mình hưởng cái quả đó. Rồi hoặc một kiếp nào đó trong tương lai, trong cái kiếp tương lai nữa, quả thiện dục giới nó vậy, nó trả hơi lâu. Còn cái tâm thiền đó, nó trả quả liền cho ngay kiếp sau. Còn cái tâm đó với mà tâm thiện, những cái tâm mà siêu thế đó, quả liền ngay khảnh khắc theo đó. Có đạo là có quả liền theo sau. Cho nên cái này gọi là Akaliko. Akaliko nó chia làm ba loại ha, loại dục giới này ha, loại sắc giới và vô sắc giới, và loại siêu tâm giới, hiểu không? Akaliko. Nhưng mà Akaliko của siêu tâm giới là phải không có thời gian, không có cái thời gian mà nó cho quả liền, nó không có chờ đợi, nó cho quả liền ngay tức khắc, một sát na sau đó. Đây gọi là ăn đức pháp của Akaliko Dhammo. Rồi cái ăn đức cái tiếp là ăn đức thứ tư đó là Ehibasiko. Ehibasiko, vị nào không biết đọc Bali nhìn nhờ Ehibasiko, nhìn đó mà nghe sư đọc theo đó. Ehibasiko Dhammo, Ehibasiko Dhammo, cái ăn đức thứ tư á, cái ăn đức thứ tư Ehibasiko ở đây đó là Ehibasiko, tức là đến đây để mà xem, ý nghĩa là gì đó, hãy đến để mà xem, mời đến để chứng kiến cái pháp bên trong của chúng ta nè, nó đang sanh khởi, gọi là Ehibasiko. Đức Phật ngài nói là chư tỳ kheo, hãy đến đây để mà xem, ở trong đây nè, đến đây là mời đến xem nè, tu tập đó, đắc lên đắc pháp đó. Ehibasiko ngay cái đó pháp nhãn nó thấy cái điều đó, thấy pháp. Cho nên trong Ehibasiko ở đây đó, nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa gọi là ý nghĩa thực chứng, và một cái ý nghĩa là hoàn toàn trong sạch. Ehibasiko, ý nghĩa thực chứng là khi mà thấy biết cái chân thật rất là rõ ràng, cái chân lý rất là rõ ràng của pháp, ngay lúc chứng đắc đạo quả, sơ đạo, vị đạo, tâm đạo, tứ đạo gì đó, sơ quả, nhị quả, tâm quả, tứ quả, thấy cái chân lý rõ ràng, đó là sự chân thực. Còn cái mà thấy sự Ehibasiko còn có cái tánh hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, nó có cái ý nghĩa thứ hai nữa là hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, không có ô nhiễm, không có phiền não. Tại những cái pháp này là những cái pháp mà siêu tâm giới, mà nó bản chất của nó tịch tịnh, không có ô nhiễm, không có phiền não, không có ô uế,
mà chúng ta đủ định tuệ, chúng ta thể nhập cái trạng thái đó, đó, thấy thực, thấy đây là khổ, đây là cái sự dính mắc ái, đây là dính mắc này, ái là nguyên nhân của khổ này. Thấy rõ như vậy đó, thể nhập chân lý đó, đó là thấy thật, thấy khổ, thấy thật. Mà khi cái tâm thanh tịnh gì mới thấy thật được như vậy. Cái tính chất của Ehibasiko là gì? Thấy cái điều đó đó. Khi chúng ta thấy được, thấy bằng tuệ nhãn mà chúng ta thấy được, chúng ta mới hướng đến cái sự dính mắc đó, buông bỏ sự dính mắc đó, là nó đưa đến mất cái khổ, tiêu cái khổ liền. Chứ không phải đổi vân nghi, đổi bằng tuệ, một cái tuệ, năng lực của tuệ. Tuệ nó đoạn diệt, do định tuệ nó liên kết với nhau, tạo thành sức mạnh tổng thể, nó đoạn diệt cái năng lực trói buộc đó. Nó cắt đứt năng lực trói buộc đó. Cho nên ngay lúc đó nó không còn bị trói buộc nữa rồi, nó rung động cái dòng hữu phần, tâm đạo đạo sanh khởi lên. Tâm đạo nó hiện khởi lên chính bản thân, chính của nó, theo đúng bản chất của nó, trong sạch. Tâm quả nó theo sau liền, sau đó liền. Cho nên mấy vị thấy khổ mà buông không à, đa số sẽ biết. Tại sao chúng ta không có đủ sức, do định niệm định không đủ mạnh để duy trì lâu dài. Rồi do chấp tôi ta nữa. Cho nên đó, chấp tôi mà hiện nếu nó càng đau. Cho nên không có chấp thì nó không có đau. Ngộ đó, không có chấp trong đây không có đau. Tại vì mình đâu phải của mình đâu đau. Vô ngã mà. Không có ai làm chủ trong đây hết trơn. Cho nên mấy vị thấy khổ là khổ mà mình không hề rung động, không hề chao động. Cho nên mấy vị mới thể nhập nó dễ dàng hết đó. Những cái này là trạng thái cực cao đó, tu cả một đời cũng chưa chắc có người có nữa. Nó là pháp thật. Ehibasiko đến đây để mà thấy những cái pháp thật như vậy đó. Cho nên mấy vị cố gắng thực sự pháp đó, có khả năng đi đến, có khả năng kinh nghiệm, có khả năng thực chứng. Chúng ta đó có may mắn trong thời chánh pháp chúng ta hiểu được cái gì, chúng ta phải cố gắng phát huy nó, nếu không không dễ có được đâu. Những cái pháp cao quý đó nó làm cho mình trở nên cao quý, mình không bao giờ xuống bốn đường ác đạo. Mà thấy tứ thánh đế chắc chắn sẽ thấy niết bàn vậy đó. Mà thấy tứ thánh đế đó mà chưa đoạn diệt thì chưa phải là tứ thánh đế. Tức là chúng ta thấy khổ mà đừng nghĩ nó là thánh đế nha. Chừng nào chúng ta đoạn cái khổ đó mới gọi là thánh đế. Tại vì cái đôi khi cái khổ đó mà nghĩ là thánh đế. Tại vì cái trừ khi nào mà tuệ thực sự nó đoạn cái khổ đó luôn, bằng tuệ đó. Không phải chúng ta đoạn cái khổ đâu, đoạn cái nhân của cái khổ. Cái khổ nó là thọ khổ, chúng ta không có đoạn được, mà chúng ta đoạn cái nhân của cái khổ, hiểu chưa? Chứ không phải là cái khổ này chúng ta xua đuổi nó, tức là khó chịu quá bây giờ xua đuổi khổ ra. Không bao giờ, nó là thọ khổ. Thọ khổ không bao giờ đuổi được, không bao giờ làm cho nó hết được. Mà chúng ta làm sao muốn cho nó hết khổ là phải đoạn cái nhân của cái khổ đó, hiểu không? Nhớ nha, nhân của khổ đó nó là nhân của khổ trong thánh tư thánh đế đó, nó là cái ái. Có những người đó họ nói trong cái tư thánh đế, cái nhân của khổ là vô minh và tham ái chật lóc, chỉ có ái thôi nha, không có vô minh nha. Tại vì ngay cái lúc này đó, chứ mình có trí tuệ đầy đủ mình mới thâm nhập được nó, tức là minh, hiểu không? Có minh có trí tuệ mới thâm nhập được tứ thánh đế. Chứ vô minh đâu mà vô minh, vô minh làm sao mà có trí tuệ, làm sao thâm nhập được, hiểu chưa? Tức là chúng ta có đủ trí tuệ ngay lúc đó là minh sanh đó, có minh sanh thì chúng ta mới thể nhập được tứ thánh đế được. Thì ngay lúc đó chúng ta chỉ còn cái ái dính mắc thôi, chứ không phải là vô minh. Một số người đi giảng nói là có vô minh và ái chật lắc. Vô minh và ái nằm trong cái thập nhân duyên đó, chứ không phải trong cái tứ thánh đế. Đức Phật này nói rất là rõ trong kinh đó, trong cái tứ thánh đế này cái nhân của khổ chính là ái. Tại vì ngay lúc đó đó trí tuệ của mình nó đạt đỉnh cao, với định như tuệ nó viên mãn, nó thể nhập vô, nó thấy đây là minh sanh cho nên mình thể nhập được tứ thánh đế. Nó mà thể nhập được đó, nếu mà chưa đoạn diệt thì nó cũng chưa phải là đế nữa. Đoạn diệt nó rồi đó mới gọi là đây mới là tứ thánh đế nè. Mà đoạn diệt nó sẽ có đạo quả, mà không đoạn diệt thì không có đạo quả. Có những người tu đến đây đó cũng đoạn diệt, nhưng mà đoạn diệt bằng định, nó không phải tuệ. Rồi xong cái đó cái họ nghĩ họ đắc đạo quả, không phải. Sư gặp trường hợp này rất là nhiều người, do họ năng lực của định đó, họ cũng có thể làm cho giảm đau rất là nhiều. Nhưng mà cái đó nó không phải niết bàn. Đoạn diệt của tứ thánh đế nó kỳ diệu lắm vậy, bằng tuệ không phải bằng định. Với lại đoạn diệt của thánh đế đó, nó không còn dư sót một cái điều gì luôn.
một khi khổ diệt rồi, đúng thực sự của tâm đạo nó diệt khổ đó, không còn tàn dư một cái khổ nào hết trơn đó. Chúng ta vẫn một cái quan ni đó mà kinh nghiệm xong cái đạo quả niết bàn xong đó, mấy vị xả ra rồi, mấy vị không hề thấy mãi mai của một cái khổ nào hết trơn, tức là tàn dư của khổ không còn. Hồi đó có một người trình pháp sư đó, kinh nghiệm bằng định đó, đến đó thấy hết khổ, cái sư hỏi nè, vậy là xả thiền ra thấy còn tê không, còn buốt không? Còn sư, còn tức là còn khổ, chưa có đoạn diệt hết. Thực sự tư thánh đế đó là nó hoàn toàn không tàn dư một cái khổ nào hết trơn đó, nó diệt sạch, kỳ diệu lắm. Cái gì không còn tàn dư của khổ, mà ai mà kinh nghiệm tới đó mà xả thiền ra rồi mà thấy chân kéo ra không nổi là biết rồi, còn khổ nè, làm sao mà kinh nghiệm được bạn cái gì. Mặc dù mình trở lại thế gian rồi, mình kinh nghiệm đạo quả rồi, trở lại thế gian rồi, cái giây phút đó nó vẫn còn không, nó mãnh lực của nó là tàn dư của khổ không còn luôn đó. Mình trở lại thế gian của hiệp thế nè, cái khổ không còn, thì từ đó đó khổ tiếp tục nó sanh là sao? Do hành thức mình vận động đó, thân khẩu ý mình vận động, bắt đầu mình tạo nhân ái mới nữa. Ví dụ cái người đắc sơ đạo đó, vị đạo đó, từ đó họ tạo những cái nhân ái mới mới nữa, sau này họ đắc đạo họ cũng gặp khổ nữa, nhưng mà lên tới những đạo cao đó, thường khổ nó ít lại. Cái đạo đầu tiên sơ đạo sơ quả nó khổ khủng khiếp lắm, rồi cái đạo nhị đạo nó giảm lại, khổ nó bớt lại, tam đạo tam quả dường như không có khổ nữa, do năng lực của tuệ định và tuệ nó viên mãn đó, cho nên bị không hề thấy khổ nữa, đoạn phiền não, vẫn thấy khổ bên trong ít ỏi thôi. Nhưng mà cái người đắc sơ đạo đầu tiên đó, nó có khổ khủng khiếp lắm. Thôi ăn đức kế tiếp nè, ăn đức thứ năm á, Obanayiko ở đây đó là tức là đoạn diệt phiền não đó một cách hiệu quả. Obanayiko là đoạn diệt phiền não một cách hiệu quả đó, tức là không có còn dư sót. Obanayiko không còn tàn dư của khổ, không còn sự dư sót của khổ, tức là khi mà đắc niết bàn á, họ xong rồi trạng thái mà tâm đạo tâm quả nó diệt rồi, trở lại hiệp thế nè, không còn tàn dư của khổ ngay khoảnh khắc đó, trở lại thấy không còn tàn dư cái khổ nào chứ. Mặc dù mới ngồi kiết già đi mấy tiếng đồng hồ đắc chứng trong đó, xả ra rồi không hề thấy một cái khổ kỳ diệu gì đó, xả thiền ra đi bình thường không hề có một cái trở ngại gì hết trơn đó. Bình thường người ta không đắc đạo quả mà ta ngồi mấy tiếng đồng hồ xả ra bắt đầu đi cờ sững nên ta nó còn tê còn buốt á, nhưng mà chẳng thấy có đắc đạo quả xả ra đó, không hề có một cái gì trở ngại cho chúng ta chứ, nó diệt khổ hoàn hảo hay gì vậy đó. Cái gì tê cái bút bực mãi mai cũng không có nữa, một cái cảm giác khổ cũng không có nữa, tâm xả hoàn toàn nó vẫn còn, năng lực của nó vẫn còn tồn tại, nó tồn tại khoảng một hai tiếng nên mới hết từ từ, nó yếu chỉ yếu dần từ từ, cái mãnh lực xả nó còn lại, hiểu không? Nhưng mà nó diệt khổ vậy đó, mãnh lực lúc đó kỳ diệu lắm, không có cái người đó họ thấy là nó thanh tịnh lạ kỳ lắm. Cho nên đối với cái Obanayiko ở đây đó là cái người ta mà diệt không còn dư sót một cái phiền não, không còn dư sót một cái khổ. Đối với ví dụ như đối với bậc tu đầu quần là diệt không còn dư sót cái gì thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Ví dụ đối với bậc nhị đạo nhị quả đó không còn dư sót cái gì, cái sân của tham á, cái từ sân thô chứ quên xin lỗi cái sân thô không còn. Đối với bậc tam đạo tam quả thì không còn dư sót cái gì, ái dục không còn, và sân vi tế cũng không còn luôn, không còn dư sót cái nào chứ. Bậc A La Hán là sao? Tất cả những phiền não không còn dư sót luôn, ái hoàn toàn diệt tận. Đây gọi là am Obanayiko, tức là diệt một cách hiệu quả đó. Thánh đạo nó vậy đó, nó làm một cách hiệu quả lắm, chứ không phải mà làm chơi chơi đâu, đem lại hiệu quả vô cùng luôn, khổ không còn, phiền não không còn. Cho nên chúng ta mà nghe ai đó mà có những người ta hành thiền, người ta phe kinh nghiệm đắc này đắc cái nọ đó, mà hỏi mấy gì hỏi đi, xả thì nó còn khổ không, còn không biết là ông này xạo, ông này pháp giả, niết bàn giả, hiểu không? Niết bàn giả, sư tiết lộ bí mật cho vị biết đó. Ít ai chia sẻ mấy này đâu. Xả thiền ra rồi đó, hỏi ủa kinh nghiệm đạo quả hả, nhưng mà sau vừa kinh nghiệm xong rồi có tê không, đừng nói khổ, hỏi còn tê không, còn là niết bàn giả đó, niết bàn giả. Cho nên sư nói đây, ở đây nó làm hiệu quả lắm, không còn tàn dư của khổ, phiền não nào đó đoạn sạch phiền não đó,
tùy theo tương ứng với tâm đạo, tâm quả đó, không còn dư sót. Ví dụ tâm đạo đó với bậc A-la-hàm đi, không còn dư sót tham dục và sân, không còn dư sót gì hết đó, đoạn tận. Cái đó là ẩn đức Obanejiko, ẩn đức thứ năm đó, cái ẩn đức pháp cuối cùng nè, ẩn đức thứ sáu đó, Bacchattang Veditabo Vinyuhi, ẩn đức thứ sáu. Cái ẩn đức này đó là tự mình thể nhập thánh quả, hưởng cái sự tịch tịnh, tịch lạc của Niết Bàn, gọi là Veditabo. Veditabo ở đây đó là giống như cái bậc trí tuệ, bậc trí giả, thấy được, an hưởng được. Vinyuhi đó là hiểu được, thấy được, hiểu được cái sự an lạc, tịch tịnh của Niết Bàn. Cho nên đó, cái bậc trí giả ở đây đó là những vị mà đắc đạo quả đó, gọi là bậc thiện tri thức. Bậc thiện tri thức đó, cũng ngay cả những người mà đắc chứng đạo quả rồi, đây là những bậc thánh hay là bậc thiện tri thức. Mà những cái bậc này đó cũng phân ra làm ba là ba hạng, thì có bậc thượng nè, bậc trung nè, bậc hạ nè. Bậc thượng đó hồi xưa đó gọi là hồi xưa thời Đức Phật thì cũng có những bậc thượng, bậc trung, mà thời nay không có bậc trung, bậc thượng, bậc trung đâu. Thời nay chỉ là bậc hạ, bậc nay giá thôi, bậc thường, hạng nay giá ngày nay đó. Thời Đức bậc thượng là sao? Ví dụ như trí tuệ nhanh lẹ đó, thượng căn đó, ví dụ nghe Đức Phật nói một câu thôi, vừa dứt một câu đó đắc chứng đạo quả, đây là những bậc thượng căn. Thời nay không có người đó, thời nay không còn. Tức là giống như kiểu gọi là đốn ngộ đó, vừa nói cái gì đó mà ngộ ra liền. Nhưng mà ngày nay đốn ngộ đó không còn đâu. Muốn đốn ngộ là phải giới định tuệ viên mãn, người ta nói mình mới thâm nhập được, gọi là đốn ngộ. Còn lần này đó không có gì trơn đó, mà đi học đốn ngộ, lo giới định tuệ cho viên mãn đi, hiểu chưa? Rất là nhiều người nghĩ là ôi học cái Vipassana tới niệm xứ chi cho mệt vậy, đi học mấy cái ông dạy đốn ngộ rồi mau tiến bộ lắm, coi lại mình đi, giới định tuệ viên mãn chưa mà đòi mau tiến ngộ. Giới định tuệ chưa có viên mãn, dầu cho cái người đó nói siêu như thế nào cũng không có đắc được đâu. Mình phải viên mãn giới định tuệ đi. Cái ly nước mà nó đã tràn như thế này rồi, đốn ngộ là sao? Nhiễu một giọt vô nữa nó tràn, giới định tuệ nó viên mãn rồi đó, hiểu không? Bây giờ rất là nhiều người ví dụ thấy ông kia giải đốn ngộ chạy theo học, bản thân nó sân si mà thấy mà cố mà nghĩ là đốn ngộ. Cái người đốn ngộ là tâm ta rất là thanh tịnh, định tuệ viên mãn lắm, ta nghe một ly một cái câu pháp thôi ta ngộ liền, nó vậy đó, đắc chứng liền, thể nhập liền, do định tuệ viên mãn thể nhập chân lý liền. Còn lần này sân si đùng đùng mà sao thể nhập nói, cho nên nó coi lại mình đi. Ngày nay rất là nhiều người bị không có đủ hiểu biết, chạy theo cái gọi là cái bề mặt, cái bề nổi đó, mà quên đi chính bản thân mình. Hãy tu tập chính mình đi, rồi từ từ sẽ ngộ. Cho nên đây là cái bậc thượng ở đây đó là người ta trí nhanh lẹ. Đức Phật ngài giảng một câu đắc chứng. Hồi thời Đức Phật có cái ông Ba Hí Giá đó, ở đây mấy vị có nghe ngài Ba Hí Giá không? Đức Phật chỉ nói một câu này thế này nè. Tại vì ông Ba Hí Giá đó, ông là một đạo sĩ, ông có một vị Phạm Thiên đó kêu ông là Đức Phật ra đời rồi ông hãy đi xuống tìm Phật đi, Đức Phật Gotama, để ông học pháp. Thì ông đi xuống núi, ông đi tìm. Ông tìm đó thì ông tìm cũng mấy tháng trời mới gặp. Thì ông thấy một vị đó, ông nghi rồi là Phật. Tại vì một vị mà thân tướng đẹp quá đi, hào quang chiếu rồi nữa, ông nói chắc chắn này là ông Phật. Cái ông chạy lại ông hỏi, ông có phải là Gotama không? Đức Phật nói đúng Như Lai, ta là Gotama, ta là Đức Phật Gotama. Cái ông nói ngài dạy con pháp đi ngài. Thì Đức Phật ngài nói nè, hãy về chùa Kỳ Viên đi, Như Lai đang đi bát. Ông nói không, nếu mà về đó lát nữa lỡ con chết làm sao? Cái Đức Phật ở đây không, đầu tiên ông nói nè, lỡ Phật chết rồi sao? Cái nói mà Phật không chết, lỡ con chết rồi sao con học được? Đức Phật hay bạn thích Đức Thế Tôn dạy con liền đi. Cái Đức Phật ngài nhìn vô, ngài thấy ổng ba la mật đầy đủ rồi, ngài mới nói nè, này Ba Hí Giá nghe cho kỹ nè, nghe chỉ là nghe, không có tôi nghe, không có cái bản ngã của tôi nghe, không có cái tôi cái ta nghe đó, thấy chỉ là thấy, không có cái tôi cái ta thấy, không có bản ngã của tôi thấy, không có sự phân tích trong đó,
biết, biết vậy thôi, không có phân tích. Cũng vậy, đối với cảnh khí cũng vậy, hủi cảnh cảnh thinh, cảnh cảnh tị ha, là cảnh cảm giác cũng vậy, cái thân xúc chạm cũng vậy đó. Biết hay biết vậy thôi. Ví dụ như nghe mỗi mùi hương chỉ là biết mùi hương, không có tôi ngửi, không có ta ngửi. Xúc chạm đây cũng vậy, thân xúc chạm cảm giác đó, cảm giác này không phải là cảm giác của tôi, không phải cảm giác của ta, không có cái tự ngã của ta là có cảm giác. Nó không có ai cả. Vừa Đức Phật vừa nói xong, ông đắc A La Hán. Vậy đó. Vừa nói xong đắc quả A La Hán. Thì đắc quả A La Hán liền cái ông xin, ông nói bạch Đức Thế Tôn, cho con xuất gia cho ông hằng đệ tử của Đức Phật, cho con làm đệ tử của ngài. Đức Phật thì nói đó, quy tắc xuất gia đó là phải có y có bác thì Như Lai cho xuất gia. Ông đi kiếm y và bác đi, rồi đến đây Như Lai cho xuất gia. Thì ông đi kiếm y bác, trong quá trình đi kiếm y bác đó thì ông bị con bò hút chết. Hút chết ông nhập niết bàn luôn. Thì bắt đầu chư tỳ kheo đó mới đi bác vòng vòng đó, lại nói Phật là cái ông hồi nãy đó ông đến học pháp Đức Phật đó, ông chết rồi. Không biết ông sanh về đâu ha. Đức Phật nói ông nhập niết bàn rồi. Mấy vị kia ngạc nhiên, nó làm sao nhập niết bàn, mới gặp Phật nói nghe có một câu mà nhập niết bàn gì. Đức Phật nói đúng, ông đó ông nghe một câu của Như Lai thôi, ông đắc A La Hán nhập niết bàn. Thì lúc đó Đức Phật kia mấy vị tỳ kheo nè đi thu gom mấy xác đó, lấy cái xác đó thiêu đốt, lấy xá lợi đó. Cho nên đây là bậc thượng căn là vậy đó. Còn bậc cái tiếp theo đó là bậc trí, cái tiếp là bậc bậc trung. Bậc trung là sao? Ví dụ nghe pháp nè, bậc trung cũng có trí tuệ sắc bén đó, nhưng mà lắng nghe một cái đầu đề, rồi sau đó lắng nghe một câu pháp, rồi sau đó phải hành theo từ từ, hành theo từ từ đắc pháp đó. Bậc trung, bậc trung là thời Đức Phật rất là nhiều. Bậc thượng là thời Đức Phật chỉ có một số ít thôi. Bậc thượng là thời Đức Phật giống như ngài Xá Lợi Phất á, ngài Xá Lợi Phất ngài cũng nghe Đức Phật giảng về niệm thọ, ngài quán quán ngài đắc quả A La Hán. Còn bậc trung là ví dụ cũng học từ cái đó nhưng mới đầu đem về thực hành, thực hành từ từ mình đắc. Còn đó là đắc mau đó. Còn bậc hạ đó là bậc thường thôi, bậc hạng nay giá. Hạng nay giá là ngày nay chúng ta nè, là chúng ta ha, phải tu tập tiến bộ từ chút, nhích từ chút. Bữa nay dính được chút xíu định, mai tiến chút xíu, bữa nay được cái chánh niệm, ngày mai được chút xíu chánh niệm, ngày mai thấy có hỷ sanh khởi. Khi tu tháng cả tháng này mới được cái hỷ, đôi khi tu cả năm sau mới được cái lạc, đôi khi tu cả đời lên có một cái định. Đây là hạng nay giá, hạng thấp ngày nay đó, ai cũng vậy trơn đó. Đừng nghĩ là ông hòa thượng gì rồi ông là hạng bậc thượng, phải. Ngày nay tất cả mọi người ai cũng là hạng nay giá, hạng thờ, hạng bậc hạ hết trơn đó. Phải tu tập tinh tấn dữ lắm mới tiến bộ từ chút. Nếu quý vị bậc thượng, quý vị bậc thượng, quý vị bậc trung đó, quý vị không có sanh thời này đâu. Quý vị sanh là thời Phật có tiêu rồi, đắc A La Hán, đắc đạo bảo tiêu rồi. Cho nên chúng ta chưa có đủ phước đủ duyên, cho nên mới ta kéo tới ngày nay nè, mới gặp gỡ, mới gặp bây giờ chúng ta dễ vui nè, chúng ta gặp đủ thứ ngoại cảnh chi phối, chúng ta cũng chịu khó tu rồi, cũng tinh tấn rồi, tiến bộ từ chút. Đây là bậc hạ, tu miệt mài chạy ra chốc dậy mới được, chứ không phải là nghe một câu pháp đó. Cho nên ngày nay đó hầu hết là bậc hạ hết đó, tất cả phải dùng công phu hết, tinh tấn đó. Ngày nay không có chuyện gọi là đốn ngộ đâu. Đốn củi thì có chứ đốn ngộ, ngày nay không có chuyện đốn ngộ. Tất cả là bậc hạ hết. Đốn ngộ đó là trong một thời khi Đức Phật nhập diệt niết bàn 1000 năm, trong thời gian đó là những bậc trung, bậc thượng còn rất là nhiều vẫn còn đốn ngộ. Tức là Đức Phật nhập niết bàn sau 1000 năm đó, là những bậc đốn ngộ rất là nhiều. Rồi đó là 1000 năm thứ nhất sau khi Đức Phật nhập niết bàn, bậc thượng vẫn còn. 1000 năm thứ hai sau khi nhập niết bàn còn bậc trung thôi. Chúng ta ở 1000 năm thứ ba rồi, hiểu không? Bậc hạ, đừng nghĩ mình bậc trung, đừng nghĩ mình bậc thượng. Tu vào không thấy tiếng mình nó bậc trung bậc thượng, không có đâu, bậc hạ. Tự hiểu đi, quá rõ luôn đó. Thật sự hồi xưa đó người ta như thế này nè, người ta bậc thượng đó, người ta rất là nhanh lẹ. Ví dụ như có một cái vị tỳ kheo đó, Đức Phật dẫn những vị thượng thủ tinh văn đó để hướng dẫn tu tập đó, tu không có đắc, tức là tu không được, cho cái đề mục vị nào cho đề mục tu không được chứ đó. Dẫn là Đức Phật mới dẫn đó, chiều trưa đó là A La Hán, mới sáng phàm trưa A La Hán, nhanh như vậy đó.
Ví dụ như có một vị tỳ kheo đó đó, tất cả các đề mục ông không thích nghi đề mục nào được chứ đó. Lợi Phật thì Đức Phật biết, nhìn vào quá khứ của ông này Đức Phật biết ông này cái đề mục là, tức là quá khứ của ông là nhiều kiếp, trăm ngàn kiếp làm cái thợ kim hoàng đó, ông thích màu vàng thôi à. Thì Lợi Phật Đức Phật biết cái nguyên quá khứ Đức Phật, Đức Phật dẫn ông ra sau vườn đó, ra sau vườn Đức Phật dùng thần thông quá hiện cái ao sen đó, đầu dùng thần thông tạo ra bức hoa sen bằng vàng to như nè. Thì ông nhìn ông thấy phái quá, ông nhìn đó ông tập trung, tự nhiên cái ông tập trung cho nên nó ông đạt được định, ông đắc định, ngay lúc đó liền. Nhưng đó là bậc thượng nên ta vô ta đắc liền, đắc định. Khi đắc định rồi ông chỉ, Đức Phật chỉ quán vô thường khổ vô ngã trong đây, đắc là A La Hán rất là nhanh. Còn bây giờ chúng ta cho cái đề mục đó rồi một năm trời cũng chưa có vô được gì hết trơn đó, bậc hạ nên nhớ. Nói gì đó, nhiều khi á nói bậc hạ tự ái, nhưng mà giải thích ra hiểu quá rồi hết tự ái vậy ha. Nhiều người đó nó bậc hạ tự ái, nhưng mà mấy vị hiểu rồi, đâu gì nữa là phải tự ái. Tự ái là còn chấp tôi, chấp ta, đủ thứ hết trơn á. Sư sẽ hướng dẫn quý vị đó cách hành, cách quán cái mà gọi là quán ăn đức pháp. Chúng ta đó muốn quán đức pháp đó, tu tập ăn đức pháp, quý vị phải thuộc cái câu Bali đó nha. Soa kha tu pha ga wa ta tham mô san di ti ko a ka li ko e hi ba si ko o ba na di ko ba cha tăng về di tắp bồ vinh nhu hi. Đó, phải thuộc cái câu đó. Hoặc là mấy vị không thông thuộc câu đó, những cái câu đó thì mấy vị thuộc một trong sáu ăn đức đó, chẳng hạn như Sokhato, Dhammo, hoặc là Akaliko, hoặc là Ehibasiko, hoặc là Sanditiko, hoặc là Obanayiko, hiểu không? Mấy vị thuộc một cái cũng được nữa, và hiểu cái ăn đức đó trước tiên làm sao phải nằm lòng trong đây trước, rồi bắt đầu tu tập. Mà tu tập nó như thế nào? Mấy vị niệm một cái thôi, ví dụ mấy vị niệm về Ehibasiko đi. Ehibasiko, các bạn, cái đặc tánh của cái ăn đức của Ehibasiko là sao? Là đến để mà thấy pháp chân thật, pháp tịnh, tịch tịnh, pháp thanh tịnh. Đó thì tâm mấy vị đó, lúc đó đó mấy vị, một khi mà mấy vị đặt cái tâm niệm, cái tâm mà nghĩ đến cái sự thanh tịnh thôi, tư duy trên cái thanh tịnh thôi, giữ một cái tâm duy nhất. Cái cách tu này để đắc chứng định, gọi là nhập vào cái cận định của Ubacchara Samadhi đó. Cái cận định này đó, tại vì cái ân đức pháp nó sâu rộng lớn vô cùng luôn, cho nên đó không thể đắc được cái an chỉ định được, mà đắc cận định. Mà cận định này không phải thua sắc na định nha, không phải thua an chỉ định đâu. Một khi cận định này mấy vị mà vượt khỏi năm triền cái đó, mấy vị cũng đắc thể nhập vào đó luôn, nó không thua gì trạng thái của an chỉ, nó quay lực dữ lắm. Mấy vị là giữ một cái tâm duy nhất, mà cái tâm đó là Ehibasiko. Sư lấy ví dụ, quý vị thích cái ăn đức nào cũng được, tùy theo quý vị nha, nhưng mà phải hiểu cái ăn đức đó, đây là cái cơ bản chúng ta phải nắm, hiểu không? Nhưng mà sư lấy ví dụ đây một cái thôi, Ehibasiko. Đó, Ehibasiko là sao? Là thấy pháp, đến đây để mà thấy cái sự thanh tịnh, tịch tịnh đó, sự bản chất thanh tịnh, trống vắng, rỗng không đó. Thì quý vị giữ một cái tâm duy nhất ở trong đây nè, cái tâm rỗng không đó, tâm thanh tịnh đó, giữ nó, đừng có ghi nhận. Tại vì tu tập cái ăn đức này nè, nó có hai loại tu tập. Một là tu tập theo tứ niệm xứ, hai là tu tập trên một cái tâm để đắc chứng cận định. Hai là tu tập áp dụng song song cái tứ niệm xứ cũng đắc chứng cận định đó, để tu tập tứ niệm xứ. Còn sư chỉ cái này là tu tập cái hướng theo tu tập về đắc chứng Ubacchara Samadhi, tức là cận định. Hướng này nè, tức là mình giữ một cái tâm duy nhất thanh tịnh thôi ở trong đây, không niệm thân thọ tâm pháp gì trơn nha, lờ hết tất cả mọi thứ, thân thọ tâm pháp lờ hết mọi thứ luôn, âm thanh tiếng động bên ngoài, cảm giác năm cảnh đó, sắc thanh hương vị xúc lờ hết luôn, luôn luôn nhớ giữ một cái tâm duy nhất thôi, niệm trên cái tâm đó Ehibasiko, bản tánh rỗng, tâm mình tư duy trên đó là cái sự rỗng và sự thấy pháp, thấy cái sự tịch tịnh đó, cái tư duy trên đó niệm liên tục đó, dần dần mới gì lờ năm cảnh sắc thanh hương vị xúc. Cái gì tâm nó trong sạch đó, cái gì nhập vào đó nó rộng mênh mông luôn, pháp nhãn, tức là phải cái thiên nhãn nó sanh khởi là một trạng thái sâu rộng mênh mông của ân đức pháp, trạng thái đó gọi là cận định. Đây là tu để đắc cận định, thể nhập cận định.
ăn Đức Pháp nó cũng giống như vậy, nó cũng giống như cái cách của ăn Đức Phật, rộng như thế đó, đắc đắc và ăn Đức Pháp. Nhưng mà chúng ta tu ở đây là ăn Đức Pháp để đắc vô cái ăn Đức Pháp đó, thì chúng ta thấy được cái trạng thái tịch tịnh thanh tịnh trong đó, cái thấy pháp thanh tịnh trong đó, bản tánh rỗng không. Cái gì có thể chọn một trong sáu cái ăn đức tùy theo đó, cái đó là tu về để mà đắc định Upacchara Samadhi. Nhưng mà cái gì tu không phải là một số một chiều được đâu. Ngày nay bác sĩ nói hạng ngay giá đó, tu chày da hết trơn luôn, tu là cực lực lắm. Tại vì để vượt qua năm triền cái không có dễ đâu. Chúng ta giữ một cái tâm duy nhất thôi. Ví dụ như Ehibasiko niệm đó, nó rỗng không, không có bị vướng bận một cái gì trơn đó. Giữ một cái tâm duy nhất nha, niệm cái tâm đó, niệm trên cái trạng thái tâm duy nhất đó, thì cái tâm đó dần dần đó, với cái sự chánh niệm trên đó dần dần nó sẽ trong sạch từng bước từng bước từng bước từng bước, nó trong sạch, nó thanh tịnh từ 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 từ. Giờ mấy vị đó đừng có để ý sắc thanh hương vị xúc, mấy vị lờ đi, dần 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 cái ly dục, tâm mấy vị còn vướng trên sắc thanh hương vị xúc là mấy vị vướng vào dục thì mấy vị không đắc định được. Đắc định này đó phải ly dục, tức là ly sắc thanh hương vị xúc pháp, ly năm cảnh sắc thanh hương vị xúc, thì nhập vào cái ăn đức pháp đó hoàn toàn một trạng thái mà nó như xả vậy đó. Trong quá trình mình tu tập vậy đó, dĩ nhiên là nó có hỷ sanh nè, có lạc sanh, nhưng mà đừng có niệm nó nha. Giữ trạng thái tâm, một cái tâm rỗng không, mà với cái thái độ xả ly thì mấy vị sẽ đến cái trạng thái đó. Còn mấy vị mà hỷ nó sanh, mấy vị bắt cái hỷ, chẳng khác nào mấy vị tu Vipassana rồi, hiểu không? Mấy vị hướng đến cái trạng thái xả thôi, trạng thái không còn dính mắc gì trên, tánh rỗng của nó, cái tánh mà tánh pháp, tánh thấy cái điều rỗng không, thấy cái tánh không của nó. Ehibasiko nhớ đó là cái sự thấy pháp, thấy cái sự thấy pháp đó. Thì dần dần đó mấy vị nhập vào đó đó, nó mở ra một cái trạng thái định mắt, mấy nó mắt khỏi mắt này đâu, mắt thần nhãn mở ra sâu rộng mênh mông, nhập vào trạng thái ân đức pháp. Cho nên trong quá trình tu ha, chúng ta mà có những cái phát sanh cái này cái kia, mấy vị lờ hết nha, luôn luôn nhớ một cái điều cho sư là một cái ân đức pháp đó thôi. Giữ tâm một cái tâm duy nhất rỗng không mà niệm trên đó. Mấy vị có thể niệm là ví dụ Akaliko một cái thôi, hoặc là Obanayiko tùy theo, lấy cái nào thì phải nhớ cái ân đức đó, nhớ cái ý nghĩa của nó đó. Ý nghĩa dần dần chúng ta có cái tư duy đó, chúng ta dần dần chúng ta thể nhập cái tư duy đó đó, đạt cái định Upacchara Samadhi. Bởi vì cái bản chất của cái pháp này rộng lớn, cho nên vào cái định nó rộng lớn lắm, khi vào trong đó đó, hành giả đó phải biết giữ cái tâm đó, giữ cái tâm xả đó, thì cái trạng thái nó mới còn hoài nó diễn. Còn nếu không, cái gì có một số vị đó, đạt tới cái nó dội trở lại, cho nên chúng ta cũng phải tu tập đi tu tập lại để cho nó thuần thục, giữ một cái trạng thái tâm thôi, và trong đó chúng ta cũng giữ một cái trạng thái xả thì cái trạng thái nó mới còn, hệ năng lực định nó mới còn, tức là giữ cái thái độ xả đó. Tại vì cái phạm trù của Upacchara Samadhi là nó đi đến cái chân đế nó xả, chân đế xả hoàn toàn. Dần dần mai mốt sư sẽ chỉ mấy vị hết tất cả các cách tu tập về là tu tập từ bi để đắc lên các định từ bi, định tâm từ á, định từ bi hỷ xả đó. Đa số người ta từ bi người ta cái kiểu giống như là được tụng kinh, cái đó không phải. Cái đó là tu tập tâm từ cũng vậy, có hai dạng tâm từ, và có tâm từ ở thế gian, tâm từ ở thế gian và tâm từ tức là tâm từ ở trong dục và tâm từ ly dục. Đa số mọi người tu tâm từ ở trong dục không à, không có đạt được cái định. Chúng ta tu tâm từ làm sao mà đạt được ly dục, nó mới đắc định được tâm từ, nó cũng trong sạch lắm. Thôi trở lại nói vấn đề này đi, ăn đức pháp. Trong cái ăn đức pháp này đó, nó cũng trong sạch lắm, nó trong đến nỗi mà mắt thấy bằng con mắt vô thần nhãn, nó trong suốt luôn, rỗng không trong đó đó. Nhưng mà trong cái đó nó vẫn có những cái hiện tượng của pháp sanh diệt trong đó, sanh khởi, tại vì nó không phải là pháp siêu thế. Chúng ta tu tập định mà, định hiệp thế mà, ăn đức định hiệp thế, chứ không phải chúng ta tu tập Vipassana theo cái ăn đức pháp mà chúng ta đắc đạo đâu. Còn đối với mà tu tập Vipassana đó, tứ niệm xứ đó, trong quá trình là chúng ta ghi nhận thân thọ tâm pháp nè, cái gì cũng niệm một cái ăn đức nào đó, hoặc là niệm sáu cái cũng được nữa. Tại vì trong quá trình ví dụ ghi nhận cái hơi thở đi, hoặc là ghi nhận phòng xẹp đi,
hay là cái trạng thái thay đổi bên trong của yếu tố gió. Nhưng mà nó phải có một điểm nương nha, ghi nhận thay đổi toàn bộ, nhưng mà phải có một cái điểm tựa để cho cái trạng thái nó vững. Rồi niệm nữa, niệm theo nữa, niệm theo là một trong sáu ân đức, Ehibasiko gì đó, hoặc là Obanejiko gì đó. Niệm thêm một ân đức để làm chi? Tâm nó không có phóng dật. Tâm không phóng dật. Đây là áp dụng Vipassana. Áp dụng Vipassana, trong Vipassana đó. Để mà tại vì tu cái ân đức Phật này nè, áp dụng trong Vipassana có thể đắc chứng đạo quả, vẫn đưa đến đắc chứng đạo quả như thường. Trong quá trình mình niệm đó, mình niệm tới ân đức, mình tưởng nhớ ân đức, cái tâm mình nó lắng trong nó thanh tịnh. Do vậy định nó dễ phát sanh lắm, hỷ nó dễ phát sanh lắm. Cái ân đức pháp đó làm cho định hỷ cái lạc nó dễ phát sanh, hỷ lạc phát sanh cho nên định nó phát sanh. Nhờ đó mới dễ thấu được sự sanh diệt của danh sắc. Tâm nó thấm lên từ từ, nó lên tới tuệ diệt, nó lên đến những cái tuệ thoát ly dục, dần dần lên tới những cái tầng tuệ cao. Khi mà cái tuệ lên tới tuệ cao, tâm nó thanh tịnh rồi đó, vì thằng Duyên không có niệm nữa, mà cái gì niệm trên đặc tánh của cái pháp đó, của cái lúc đó là pháp hiện ra rồi, cái pháp đó, pháp hỷ, pháp lạc, pháp định, pháp xả đó, cái đặc tánh của ân đức pháp nó có rồi, nó có mặt. Chẳng hạn như pháp định, pháp xả nó có mặt. Lúc đó là mình trên cái pháp đó, mình dán, mình niệm trên cái pháp đó, chứ không phải là niệm cái từ đó nữa. Ban đầu mình chưa có cái sự trong sạch, mình luôn luôn thầm niệm thầm Obanejiko. Một lúc nào đó đó, mình nó tâm mình nó trong sạch rồi, không còn cái niệm Obanejiko nữa, mà là bắt cái pháp cảnh pháp. Trong cái Vipassana nó có cảnh pháp, ví dụ như cảnh pháp lạc, pháp định, pháp hỷ nó hiện ra. Nó hiện ra mình tu tập trên pháp lạc, pháp hỷ, pháp định đó. Thì cũng giống như Vipassana khác thôi. Cái ban đầu chẳng qua là cái đối tượng ban đầu để đi tới, đi lên thôi, hiểu không? Cái phương pháp ban đầu á nó khác nhau thôi, nhưng mà khi mà nó lên có pháp rồi đó thì lúc đó người ta niệm pháp. Ví dụ như chúng ta ha, niệm tại vì á, khi mà cái tâm chúng ta một lúc á, trong một lúc, một khoảnh khắc mà chúng ta làm hai công việc, vừa ghi nhận phòng xẹp mà vừa niệm là Obanejiko mà vừa ghi nhận, thì tâm mấy vị á nó không có thời gian để suy nghĩ, hiểu không? Nó không có phóng dật mà nó suy nghĩ trên pháp, nó suy nghĩ trên cái Obanejiko, cái ân đức của pháp, rồi nó suy nghĩ trên cái phòng xẹp đó. Nhờ vậy mấy vị phải biết chế ngự chứ, nếu không là mấy vị không có làm liên tục á, tâm mấy vị sẽ có thời gian suy nghĩ xen vào đó. Do mấy vị làm cái tâm của mình đó, nó bận rộn bên trong nè, hai công việc cùng một lúc bên trong, thì nó thu vào từ bên trong bên đây, nó không có chạy ra ngoài cảnh nữa, nó thu vào bên trong, nó làm hai công việc. Lúc đó đó mấy vị, đôi khi mấy vị mà tâm mấy vị mà càng nhạy bén, mấy vị có thể làm rất là nhiều công việc cùng một lúc. Thực sự theo Epidemma đó là mỗi sát na nó làm mỗi công việc, nhưng mà nó nhanh nhiều quá đi, mấy vị thấy dường như là cùng một lúc chúng ta làm rất là nhiều công việc, hiểu không? Tại vì một sát na đó cả ngàn cái chập, một khoảnh khắc cái ngàn cái chập tâm trong đó, cho nên chúng ta thấy cùng một lúc mà chúng ta làm rất là nhiều công việc. Cho nên vừa có thể là vừa làm mà ghi nhận cái phòng xẹp, mà vừa có thể là ghi nhận niệm cái Obanejiko hoặc là Ehibasiko, rồi vừa có thể cảm nhận được cái sự sanh diệt của danh sắc, rồi vừa quan sát được rất là nhiều, quét tới quét lui thấy được rất là nhiều, học hỏi tuệ nó tăng trưởng rất là nhiều, thì mấy vị bận rộn bên trong như vậy đó, mấy vị không phóng dật rất là rõ luôn. Mà không phóng dật thì tâm nó y dần dần, nó thấm trên đối tượng, dần dần, nó không có chạy bên ngoài nữa, hoàn toàn không chạy, không bị dục chi phối, tức là sắc dục, thinh hương, vị xúc pháp, ngũ dục, không bị ngũ dục chi phối, thì tâm hỷ sanh, chứ không có gì chăng đó. Tâm còn yên trên đối tượng, hoàn toàn kháng khích trên đối tượng, hiểu rõ đối tượng rồi thì hỷ nó khởi lên. Tâm hỷ nó không sanh là do đâu? Do dục từ bên năm cửa nó thiêu đốt cái tâm chúng ta. Ví dụ cửa mắt nè, cửa nhãn căn nè, nhãn thức nè, nó chi phối nhà chúng ta đó, nó bị cái ái, bị hỷ ái tham ái sanh lên, nó làm cái tâm chúng ta ô nhiễm. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có cần quan tâm, chúng ta biết chỉ là biết, nghe chỉ là nghe, cảm giác, cảm nhận bên ngoài chỉ là cảm nhận thôi, không có tôi ta gì rồi. Bắt đầu vậy đó, ghi nhận bên đây, làm đủ thứ chuyện, nào là ghi nhận phòng xẹp để kháng kích cho tâm linh đó, nào là giữ cái tâm niệm chánh ăn đức pháp, nào là ghi nhận cái sự thay đổi bên trong của danh và sắc, của thân tâm thay đổi đó. Nhưng mà làm sao chúng ta hướng đến cái đối tượng của chúng ta đó là
hoặc là ăn đức pháp, hoặc là phòng xẹp cũng được, hoặc là nương theo ăn đức pháp cũng được, nương theo phòng xẹp cũng được, phải nương theo một cái điều đó cho nó vững rồi đó. Dần dần mấy vị sẽ hỷ, à, hỷ nó khởi lên, lúc đó là cái pháp hỷ đó, ăn đức của pháp, pháp hỷ nó khởi, pháp hỷ, pháp lạc, từ từ định sanh, bắt đầu tu tập lên cái hỷ, tu tập cái định, tu tập cái định, tu tập cái xả, dần dần nó hiện ra, nó đầy đủ hết. Nhờ vậy đó, tâm mấy vị mới mới sắc bén được, sắc sảo được. Tại vì tất cả các pháp đó lấy định làm đỉnh cao. Cái pháp chúng ta mà không có định đó, thì cái pháp đó nó không có rõ. Hiểu không? Ví dụ chúng ta tập trung vô cái phòng xẹp đi, mà chúng ta không tập trung, chúng ta không thấy phòng xẹp rõ hết trơn đó. Cho nên chúng ta tập trung cho phòng xẹp càng nhiều, đây là có sự tập trung. À, chúng ta thấy cái định, cái phòng xẹp nó rõ rõ rõ. Nhiều khi cái phòng xẹp từ điểm đầu, điểm cuối nó râm ran đó. Từng khoảnh khắc nó li ti trong phòng xẹp đó thấy rõ, hoặc là sự râm ran ở bụng, rất là nhiều yếu tố trong đó, do sự tập trung. Có sự tập trung là sao, là dần dần có định nó hình thành. Đây là cái định chưa ly dục nha, một khi định ly dục nó xuất hiện rồi, cái gì nó cũng rõ chứ sao không. Định này là định đang phát triển, định đang tu tập, đang tiến lên dần dần đi đến trong sạch. Một khi nó trong sạch rồi nó rõ dữ lắm, sanh diệt nó rõ, rất là rõ. Cho nên đây là cái định tu tập. Tất cả các pháp đó nó lấy định làm đỉnh cao, mà tất cả các pháp muốn phát triển lên đó, do nhờ niệm duy trì trên cái pháp đó liên tục, thì cái pháp đó càng ngày tăng trưởng. Tất cả các pháp đó, lấy niệm làm tăng trưởng, lấy định làm đỉnh cao, nhớ đó. Lấy cái gì sanh khởi? Tác ý sanh khởi. Tác ý bên trong á, hành bên trong á, pháp chưa sanh nó, chúng ta tác ý cho những pháp thiện nó sanh, nó hiện, nó xuất hiện ra những cái pháp sanh lên. Trong cái phán trình tu tập đó, trong cái trình tu tập nha, lấy dục làm nền tảng, nó cơ bản nhất đó, lấy dục làm nền tảng, dục ở đây là chan đá đó, dục làm nền tảng, rồi lấy tác ý làm sanh khởi. Chúng ta có tác ý chúng ta mới sanh khởi, không có tác ý nó không sanh khởi. Tác ý thiện, tác ý bất thiện đó. Cho nên chúng ta hãy hướng làm sao tác ý những cái thiện. Thế nào là thiện bên trong? Là những cái trạng thái nhẹ nhàng, không có phiền não. Những cái trạng thái tâm nó nhỏ là khởi khởi. Chúng ta phải chịu khó quan sát, chúng ta mới biết được phân biệt đâu là trạng thái của tâm thiện và tâm bất thiện. Tại vì bên trong đây nó có rất là nhiều những cái tâm, đôi khi là những tâm thiện, bất thiện rất là nhiều, mà chúng ta không có quan sát, chúng ta không có nhận ra được. Nhưng mà nó biểu lộ qua ở danh sắc là chỗ nào, chúng ta thấy được. Ví dụ như chữ thô, chữ cứng, đó là bất thiện. Sự nhẹ đó là thiện. À, đây là nó biểu lộ qua cái danh sắc. Tại vì tuệ chúng ta chưa thấy rõ là, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận biết được nó. Chúng ta thấy chỗ này nhẹ, chỗ này chứ, hãy phát triển nó, tác ý vào đó, chánh niệm trên đó. Nó đầu từ từ cái hiện, cái hỷ, cái lạc đó, tức là không phải cái thiện đó, nó lớn dần, nó tăng trưởng do tác ý, dán tâm lên đó, tác ý lên đó. Nó vậy đó, mà tác ý xong rồi, chánh niệm nữa, niệm duy trì nó nữa, duy trì liên tục, hay biết nó. Dần dần nó tăng trưởng lên. Cái pháp thiện dần dần nó rõ ra. Cái sự nhẹ dần dần nó lắng dần. Nó chiếm phạm vi không bên trong cái tâm của chúng ta đó. Nó rõ ra, nó mở rộng ra. Rất là dễ, không khó đâu. Làm đi, nghe nhớ vậy đó. Làm đi, sẽ thấy. Thấy thật, thấy ông sư này không phải nói xạo. Nó thật. Cho nên sư chỉ, sư thích ai chịu tu á, tại vì chính cái người tu đó họ mới hiểu được sư, mới hiểu lời sư nói. Cái người mà không tu mà nghe này, ông này nói sao. Là những người không có tu, những người không có hành thiền. Những người không hành thiền là những người nghe tới đâu là người ta hỷ lạc nó bừng đến đó, tại vì giống mình quá đi. Ông nói giống tôi, ta hành quá đi. Chính cái người hành nó chỉ mới hiểu được lời sư nói. Mà mình vị nào có hành có những cái trạng thái này bị diễn đó, nghe tự nhiên mấy vị nổi óc lên liền, hỉ nó bừng bừng, tiểu đẳng hỉ nổi lên, tiểu đẳng hỉ là khinh hỉ nổi lên. Thật cái đó tại mình nghe pháp mình quan hỉ, nó vậy đó. Cho nên cái ân đức pháp đó chúng ta đó mà áp dụng trong Vipassana, chúng ta cũng ghi nhận thân thọ tâm pháp. Đầu tiên là chúng ta đó cũng ghi nhận các đối tượng chính, dần dần nó hiện ra rõ những cái nào là thọ rõ hơn. Dần dần chúng ta chánh niệm liên tục, chúng ta mới thấy những cái thọ nào nó rõ ra thọ đó. Ví dụ thọ lạc, thọ khổ, thọ xả,
ban đầu quý vị không có những cái thọ đó đâu. Bây giờ ban đầu quý vị có thể thấy thọ khổ là nhiều, tại vì quý vị chưa có pháp tốt. Bây giờ có pháp tốt rồi, nó có thọ lạc, pháp tốt hơn nữa rồi, có định tốt rồi, có thọ lạc rồi, có thọ xả. Ban đầu là quý vị đó, tâm quý vị còn chánh niệm yếu đó, còn thường là khổ, nhìn vô nó nào cũng đau hết trơn. Vậy bởi vì sao? Chánh niệm chưa có thuần thục, nhìn vô nào cũng thấy khổ hết trơn. Chánh niệm chưa có lão luyện, tâm nó còn mệt mỏi, còn trì trệ, bởi vì hôn trầm thị miên, chạo hói đủ thứ hết trơn. Các triền cái nó che, nó chi phối tâm chúng ta, làm cho chúng ta nó trì trệ, cái tâm chúng ta không được sáng, không được, nó rất là khó sử dụng. Khi mà chúng ta vượt qua năm triền cái rồi, nó dễ sử dụng lắm, pháp thiện không mà, chúng ta hướng tâm đến đâu rất là dễ dàng, tánh chắc tác ý cũng dễ dàng. Nhìn vô cái góc cạnh nào nó rõ ra góc cạnh đó, nhìn vô cái phía cạnh nào thấy danh sắc nó xuất, nó sanh diệt, diệt rõ cái đó. Đây là cuộc khi mà chúng ta đạt đến ly dục đó, tức là năm triền cái đã nó đè nén năm cái, tức là phải năm cái triền cái đã bị đè nén đó, đã bị chế ngự đó, thì mới gì lúc đó pháp hỷ đó, pháp lạc, pháp định nó xả, nó sanh lên. Trong cái Vipassana đó, chúng ta đó chọn một cái ăn đức pháp để tu tập theo, rồi tư duy trên đó, chánh niệm trên đó, rồi nó sẽ tiến bộ. Ăn đức pháp càng ngày càng mở, càng làm cho mình hỷ khởi lên từ từ, mà có hỷ nó sẽ đưa đến lạc, lạc có đưa đến định, định đưa đến xả. Tu tập dần nó mở, nó rộng ra hết, nó tới đó. Cho nên đó, khi mà cái tâm mà thường cái tâm cận định đó, cái tâm mà cận định hồi nãy khi nói trước khi mà tôi tập tu về Upacchara Samadhi đó, để tu tập cận định đó, chứ không phải tu tập tứ niệm xứ nha. Thực sự tu tập tứ niệm xứ trong đây đó, khi mà chúng ta phát triển lên nó cũng đạt đến cận định như thường, hai bên nào cũng có chứ. Nhưng mà cái cận định ở trong tứ niệm xứ đó, ở trong Vipassana nó khác cái cận định ở trong cái cận định chuyên nhất, khác hoàn toàn. Cái sự tu tập khác nhau hoàn toàn nha. Hiểu không? Nãy giờ xin nói hai cách khác nhau, hiểu không? Im ru mà chắc không hiểu quá. Thật sự cái cận định ở trong tứ niệm xứ đó, nó không có trong sáng giống như cận định mà tu chuyên cái cận định giữ một tâm duy nhất đó, hiểu không? Tâm duy nhất rỗng không à, niệm ở trên cái ăn đức pháp đó, nó đưa đến cái cận định tâm trong sạch luôn, trong sạch mà đến nỗi mà thấy có thiên nhãn xuất hiện, có thần nhãn xuất hiện, cái tâm định đó xuất hiện. Còn cái cận định ở trong Vipassana đó, nó không thấy bằng mắt mà nó thấy bằng tuệ, hiểu không? Nó không thấy bằng mắt của thần nhãn trong sạch đó nữa, mà nó thấy bằng tuệ. Khác nhau đó. Chứ tu tập cái cận định mà giữ một cái tâm đó thì nó có một cái tâm định trong sạch, nó là thấy bằng mắt của nhãn trong sạch. Còn nguyên Vipassana đó, nó không thấy bằng cái điều đó, bởi vì cái tuệ chúng ta soi vô bên trong trên danh sách, thì chúng ta chỉ tuệ nó hiểu biết trên danh sách thôi, tuệ nó hiểu biết trên danh sách thôi, tuệ nó mở. Cho nên mà hai bên nó khác nhau, một bên thiên về định mà một bên thiên về tuệ, nó khác nhau. Tuệ thì chúng ta cảm nhận bên trong mọi cái pháp nó sanh khởi, còn bên kia Upacchara Samadhi đó, cái định của đó đó trong sạch, tôi một cái tâm chuyên nhất thì nó trong sạch, nó mở cái thần nhãn ra, cái tâm định đó, mở cái tâm định mở ra Upacchara Samadhi, gọi là cái định cận định. Tại vì những cái cận định này nè, nó là tâm đại thiện hợp trí. Trong cái Vipassana đó cũng là tâm đại thiện hợp trí. Còn trong cái mà tu chuyên nhất trên cái tâm thôi đó, không cần ghi nhận cái gì hết trơn á, nó cũng là tâm đại thiện, nhưng mà nó thiếu trí tuệ. Nhưng mà mình từ cái đó mình trở qua Vipassana cũng được, mình xuất ra khỏi định đó, mình trở qua Vipassana mình cũng phát triển được cái cận định trong Vipassana. Cận định trong Vipassana đó thì nó có lạc, có định, có đầy đủ, có hỷ, có lạc, có định song song cái đó. Chúng ta nắm bắt cùng một lúc hỷ lạc định luôn, nó khác nhau hoàn toàn. Trong Vipassana thì nó có đó, những tâm đại thiện đó nó hợp với nó đồng sinh với tâm đại thiện gì thuộc về thọ ẩn, thuộc về hành ẩn, thức ẩn nó có hết, tưởng ẩn nó có hết. Còn trong cái mà chuyên nhất một cái tâm đó thì nó thuộc về thức ẩn thôi, tưởng ẩn, thức ẩn, hành ẩn nữa, nhưng mà nó chuyên nhất một cái tâm. Cho nên đó, nếu mà những ai đó mà tu tập để mà đắc định mà trong sạch đó, nó khác với Vipassana nha. Cái đó nó đem cái quả báo rất là lớn cái gì. Đắc cận định đó, đắc cận định mà chúng ta tu tập từ ban đầu á, với cái tâm một cái tâm chuyên nhất đó, để mà lìa hết mọi cái
cảm giác cảm thọ để đạt đến cái định chuyên nhất đó, cái đó đó. Nếu mà ai tu cái đó đó, nó cái quả báo rất là lớn, quả báo của tu tập ăn đức pháp lớn vô cùng luôn. Nó sẽ được, ví dụ như người tu tập ở đó đó thường là được mọi người kính trọng. Quả báo hiện tại đó, hiện tại mọi người kính trọng, và những kiếp xa cũng vậy, sanh đi tu đắc định đó đó, kiếp xa sanh lại cũng có rất là nhiều kính trọng. Cái quả báo thứ hai đó là hiện tại là được cái tâm nó trong sạch thanh tịnh. Rồi cái quả báo tiếp theo đó là khi mà chết đó, cái tâm chúng ta rất là bình tĩnh, sáng suốt lắm. Nó không có gọi là lo sợ, nó không có bấn loạn. Còn cái quả báo tiếp theo đó, nếu mà đắc cận định đó, sanh lại làm người cao quý. Người cao quý có địa vị trong xã hội, do nhờ cái tâm trong sạch đó đó, nó trở thành một cái tâm gọi là tái sanh, tâm hộ kiếp, tâm hộ phần, tâm hộ kiếp, hộ cho kiếp sau nó trong sạch, nâng cái địa vị của người đó trong xã hội rất là cao. Sanh ra họ giàu sang đẹp đẽ, rồi họ có những chức vụ chức quyền cao trong xã hội. Thường thường họ ta có cái tâm thiện đi tái sanh rất là lớn, tâm đại thiện thập chí. Quả báo nó là thường thường là sinh kiếp nào cũng được người ta kính trọng, chứ sinh vô bất cứ một cái môi trường nào cũng luôn luôn cũng là đứng đầu đó, chứ sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng luôn đứng đầu ở trong đó, ở trong một tập thể nào cũng luôn đứng đầu trong tập thể đó. Rồi có sắc thân xinh đẹp nè, rồi những trên thân thể nè, cái gì bộ phận thân thể nó đều sáng đẹp hết trơn đó. Họ đắc, những người đắc định mà sanh lại làm người gì đó, toàn bộ đôi khi thân hình có mùi hương thỏ ra nữa, đôi khi nói nó cũng tỏ ra mùi hương từ miệng cũng có nữa. Rồi có trí tuệ nè, rồi trí tuệ sâu sắc, trí tuệ sắc bén nè, rồi hoặc là trí tuệ phong phú rộng, hiểu biết rất là nhiều vấn đề. Rồi không những nhiều kiếp sau sẽ có duyên gặp được các bậc thánh, gặp được chư Phật ra đời. Nếu mà họ tu mà kiếp này họ chưa đắc đạo đó, mà họ đạt đến cái định thôi vậy đó, thì nhiều kiếp sau lợi lạc lắm, dễ dàng gặp được những bậc chân nhân, rồi những bậc mà trí tuệ trong thế gian này, hoặc là gặp những cái vị thánh chư Phật. Đó là cái quả báo mà của tu tập về ân đức pháp. Cái ân đức pháp đó, tại vì nó sâu rộng lắm, cho nên khi mà đắc đó, nó trạng thái tâm của nó rộng lớn bên trong, nó trong sạch, nó rộng lớn, cho nên đó, vị đó không thể nào á chuyên nhất trên một cái tịnh chỉ một điểm được, mà vị đó giữ một cái trạng thái tâm xả trong cảnh giới đó, trạng giới định đó, nó trong sạch, nó rộng lớn vô cùng. Cho do cái sự rộng lớn như vậy đó, và cái mắt thấy bên trong đó, nó trong sạch như vậy đó, thì cái này đó nó gọi là cận định, chứ nó không phải là an chỉ. An chỉ là sao? Đặt tâm chuyên nhất một chỗ. Ví dụ như an chỉ là ở Anapana, để đây nè, an chỉ dù nhập định chúng ta cũng giữ một điểm duy nhất nè. Giữ một điểm duy nhất thì cái trạng thái định nó mới còn, nó tồn tại. Hôm nay đó chắc có thể sư thấy cũng phải lẽ ha, cũng xin tạm dừng ở đây để hẹn quý vị tuần sau. Tiếp theo A-rá tiếp theo là Tứ Diệu Đế nè, sanh già bệnh lão tùm lum chơi, cái phần cuối của A-rá đó, tức là cái phần trong cái Samma-samma-thí chứ, Samma-đích-thí, bài kinh Samma-đích-thí. Rồi thứ năm tiếp theo thì ăn cái ăn đức pháp này xong thì sẽ cái phần tiếp theo nữa. Cho nên thứ tư, thứ năm, hai buổi đó sẽ dạy cho quý vị. Chúng ta hồi hướng đi ha. Di nằng hô tư sư khi ta hôn tù nha ta vô. Di đằng hô nha, di đằng hô tư sư khi ta hôn tù nha ta vô. Di đằng hô nha, di đằng hô tư sư khi ta hôn tù nha ta vô. Di đằng quá ta mê buồn nhân a sa hoa ca vô và hằng hô tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.